Thì đại nghĩa nãy giờ ngồi ở trên ghế mà như khớp con ngựa ô vậy đó. Không mới có thay... khớp với con chứ không phải con ngựa, chứ không phải khớp con ngựa mà là khớp với con. Trời ơi, con bé nó nhỏ xíu mà sao nó hát máu lửa sung quá, hay quá. Con mấy tuổi rồi Trâm Anh? Dạ năm nay con 8 tuổi rưỡi. 8 tuổi rưỡi mà sao nhỏ xíu vậy? Ngày ăn mấy chén cơm? Dạ ngày 3 bữa. 3 bữa một bữa một bữa mấy chén? Một bữa là 1 chén. Chú nghĩa dòm tưởng con chắc cũng chừng 5 tuổi hay là 6 tuổi thôi, chứ không nghĩa là con tới 8 tuổi rưỡi. 8 tuổi rưỡi rồi, lớn quá trời lớn luôn. Cái bài này thật ra nó không phải là dễ hát đâu. Chú nghĩa từng hát bài này rồi, chú nghĩa biết cái nhịp nó cũng khó, mà cái lời nó nhanh, nó nhanh liên tục, mà từ lời này qua lời kia nó cũng giống nhau. Mà một cô bé 8 tuổi rưỡi như con nhớ được hết cái lời ha, rồi con nhớ đúng cái nhịp, cái tiết tấu, rồi để con hát cho trọn vẹn cái bài này là một cái điều mà chú nghĩa cảm thấy khớp với con lại vậy luôn á. Chỉ có một cái điều duy nhất chú nghĩa hơi tiếc chút xíu thôi, khi con diễn cái bài này con ít có giao lưu với mấy cô chú xung quanh, và đặc biệt là hai cái con có vẻ như con ngựa phía sau lưng con đó. Nhìn không biết đó là con gì luôn con, nhưng mà nói chung mình biết rằng đó là hình tượng của hai con ngựa. Và nếu như có những cái nhân vật nào hỗ trợ cho mình như nhân vật hai con ngựa vừa rồi á, thì mình cũng quay qua mình diễn với hai con ngựa cho cái tiết mục mình nó thêm sinh động con ha. Đúng rồi chứ nghĩa. Bạn Trâm Anh hát là cô hốc thấy thầy Cường ngồi bên kia mặt căng, tập trung. Hiểu mà, thương giống như thương con đúng không thầy Nam Cường? Rồi em tưởng em đi thi không á. Lo chứ đúng không, mà gặp bài này khó quá. Và cô Ốc nghĩ là bài hát này khi lên sóng cũng là một cái màu sắc rất là mới. Vì bài này thường người lớn hát á thì nó khác, nhưng mà qua con nít hát mà lại có thêm cái phần sáng tạo là thấy hai người, xong cái sau là con không biết à nha. Có hai người con không biết à nha. Là rất là dễ thương và nó là điểm nhấn của bài này, và cô chúc mừng Trâm Anh với tiết mục này nha. Cảm ơn cô Ốc. Cô thấy là ở con có một cái bản lĩnh rất là tốt trên sân khấu. Có những cái đoạn con hát á mà nó cao quá, con xuống tấn để con thay lấy cái hơi nó hỗ trợ cho con thêm, thì đó là những cái điều cũng rất là chuyên nghiệp đó con. Cố gắng hơn nữa nha, nếu có cơ hội vào vòng trong ha. Dạ thầy Cường thấy phần thi của bé như thế nào ạ? Thì Trâm Anh đã khá hơn rất nhiều so với lúc mà mình tập với nhau. Trâm Anh làm máu lửa hơn, gằn ghiết này kia nó cũng nét hơn những lần trước. Con là một trong những bạn gọi là bản lĩnh nhất ở trong lớp của mình, cho nên là khi mà con ra thì thầy không có quá lo lắng cho con, bởi vì cái bản lĩnh của con có. Thầy chỉ lo nhất là cái việc mà lên sân khấu con có lửa hay không thôi. Thì nếu như mà con được các thầy cô chọn hoặc là có một cái sự may mắn để vào vòng trong, thì hy vọng rằng thầy và con sẽ nhớ những cái điều đó để mình làm tốt hơn nữa con nhé. Thưa quý vị, đây chính là phần dự thi của thí sinh Trâm Anh đến từ lớp học Xì Trâm. Một lần nữa chúc mừng con, và bây giờ mời con có thể cưỡi ngựa để di và chuyển vào bên trong chờ kết quả nha. Mời con. Chào các thầy cô và quý vị khán giả đang có mặt ở đây. Con tên là Nguyễn Thị Hương, năm nay con 13 tuổi, con đến từ Quảng Ninh. Và sau đây con xin trình bày bài hát Hình bóng quê nhà, mong mọi người ủng hộ con nha. Cầu tre qua mấy con đê thăm được tình quê. Bao năm qua cách trở đường xa xôi ngược bom ba. Ôi kỷ niệm yêu mái tranh nghèo tỏa khói lam chiều. À ơi con nước láng chảy xuôi. Con thuyền chao nghiêng theo nhịp chèo bay ai ngang ngã câu hò. Hò ơi gió đưa gió đẩy về rẫy ăn công, về sông ăn cá, về sông ăn cá, về đồng ăn buồn buồn vẫn còn chờ ai như tóc em bay theo lòng thủy chung câu hẹn ngày xưa. Từ lúc chào đời chẳng quen đất nẻ sớm trưa chiều hè, ôi đẹp lắm sao đêm sáng trăng cao gõ nhịp dài con ơi. Con có thể hát một bài nào đó tiết tấu nó chậm hơn không? Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ, mấy trời lòng lòng không phụ kính công cha. Con nói chuyện thì đúng miền Bắc luôn. Khi mà con hát thì gây một cái sự ngạc nhiên đầu tiên đối với chú. Khi mà vào bài hát á, có lẽ là cái tiết tấu nó nhanh cho nên hát nó bị gấp, nó bị dồn dập và nghe nó không có điểm nhấn. Nhưng mà chú vẫn cảm nhận được cái giọng hát của con nên chú muốn thử một chút xíu nữa để xem cái sự lựa chọn của mình có đúng hay không. Chúc mừng con. Với góc độ một người khán giả thì khi nghe con hát thì vẫn chưa chạm được tới chú lắm. Chú cần thêm một cái gì đó để có thể là mình hòa theo được cái bài hát đó nữa. Như vậy thì ở góc độ chuyên môn thì như thế nào thưa thầy Quốc Đại? Thầy không biết là con có mất tập trung hay không, nhưng mà cái đoạn đầu thì con hát có vẻ là không tròn trịa. Bắt đầu từ bài lý con mới tốt. Và thầy nghĩ là thầy Nam Cường đã mắm. Thì thầy chúc mừng con. Tại sao con lại yêu thích những cái dòng nhạc hát về gia đình cũng như là về quê hương như vậy? Dạ là tại vì nó là sở trường với con, với lại cũng có một phần giống như hoàn cảnh con. Sự là bước ra nhìn cái áo dài của con là thấy thương rồi. Nó không quá sặc sỡ, nó cực kỳ đơn giản. Mà lúc nãy con nói những cái bài hát này nó liên quan tới cuộc sống của con. Có thể cho mọi người biết một cái chút xíu gì không? Đấy, chị cũng vui lòng. Phải cảm ơn Cường. Con xứng đáng có một nút bấm ở vòng này để con có thể tiếp tục thể hiện ở vòng sau. Nếu như mà con cần bất cứ cái sự giúp đỡ nào về ca hát sau cuộc thi thì con có thể tìm gặp thầy Đại bất cứ lúc nào nha. Và một lần nữa xin được chúc mừng cho con đã về được với đội của thầy Nam Cường và thầy Mạnh Quyền lớp học Xì Trâm. Và thưa tất cả quý vị, ngay bây giờ sẽ là phần dự thi của thí sinh tiếp theo. Và một lần nữa xin được chúc mừng cho đội của lớp học Xì Trâm đã tìm kiếm thêm cho mình một học sinh nữa rất ngoan và rất đáng. Nhạc phim Aladdin. Và cô bé này đã hát lại cái ca khúc nhạc phim Aladdin và lời Việt thì do Ái Phương viết lời. Thì do đó một cái ca khúc nhạc phim thì chắc chắn sẽ là một cái thử thách khó đối với cái độ tuổi của mình rồi. Tuy nhiên chúng ta cũng sẽ lắng nghe và nhận xét từ các thầy cô trong ban giám hiệu nha. Xin được mời cô Đoan Trang ạ. Wow, cô không ngờ một cô bé 9 tuổi mà có thể hát được một bài hát này. Cô muốn một tràng pháo tay nữa dành cho con. Cảm ơn cô ạ. Đây là một bài hát âm vực quá rộng đi, bởi vì nó có cái phần đầu là những cái nốt giới thiệu, cho nên là nó rất là thấp, bởi vì đó là những cái nốt tự sự. Rồi sau đó nó mới đi vào cao trào và đẩy cao trào liên tục thì bắt buộc mình hát rất là mệt đó con. Mà con có một cái giọng hát khá là hoàn chỉnh. Ban đầu thì khi mà cô nghe giọng con lúc đầu thì nó hơi tối á, thì cô cũng vẫn lại lo cái câu chuyện về tông. Nhưng mà sau đó là cái phần sau quá cao, thì đây là câu chuyện về âm vực. Mà với một bài hát âm vực rộng như vậy thì chắc chắn là thầy của con không có cách nào khác là chỉ giữ cái tông đó để đủ cái lực hơi của con để giữ được những cái nốt ở dưới, những cái nốt trầm nhất và nốt cao nhất cho con thôi. Và như vậy là một cái sự cố gắng rất là lớn của con rồi, và cô đánh giá rất là cao. rất là tốt, rất là tuyệt vời rồi. Bởi vì cái phần biểu diễn này được dàn dựng rất là hoành tráng, có các cô chú xung quanh với những cái đạo cụ rất là to. Một em bé 9 tuổi nếu như không đủ kinh nghiệm thì tụi con sẽ bị dễ bị choáng ngợp. Rồi còn đeo ở trên đầu những cái nón này kia, mặc áo váy dài, rồi phải diễn với các cô chú mà ở cái thế lực đen tối đó. Là trong cái phần điệp khúc đó, nhiều cái phần đó cộng hưởng lại cho thấy là con là một em bé rất là bản lĩnh. Và đây là một phần biểu diễn thành công đối với cô. Xin chúc mừng con và thầy Quốc Đại của con. Dạ, cảm ơn cô Đoàn Trang. Con mời cô Ốc Thanh Vân nha. Dạ, Người biết không, cô thích bài hát này khủng khiếp luôn. Không biết là mọi người đã xem bộ phim Aladdin phiên bản mới nhất chưa? Bộ phim này với phiên bản lồng tiếng Việt á, hay nhức nhối. Tất nhiên là sẽ có sự so sánh giữa bản tiếng Anh và tiếng Việt, nhưng cô thấy rằng là ở bản tiếng Việt gần gũi và mọi người hiểu được hết tất cả nội dung. Và cái đoạn nàng Jasmine phải chiến đấu để bảo vệ vương quốc của mình và không thể im lặng trước những cái thế lực xấu nữa, một cái đoạn mạnh mẽ mà cho thấy cái cá tính của cô nàng này. Nên đến khi mà cô thấy là tiết mục của mình là hát lại bài hát này, cô có hơi ngạc nhiên là ủa tại sao nếu vậy không để cho Gia Nghi hóa thân thành nàng Jasmine luôn với bộ trang phục đó, cái bối cảnh đó thì sẽ rất là đẹp. Nhưng mà sau đó thì cô đã hiểu lý do. Thông điệp rất là hay và được lồng ghép trong bài hát này. Và thật sự nó rất là phù hợp với ngay lúc này. Trong cái lúc mà mình đang ghi hình thì vừa rồi vừa mới xảy ra một vụ cháy rất là lớn ở Hà Tĩnh. Làm sao để con người ta có thể bảo vệ thiên nhiên tươi đẹp đây? Tất cả là phải nhờ ý thức của mọi người và chúng ta cần phải làm điều đó. Và một đứa trẻ nhỏ như con cũng đã hiểu được điều đó rồi, và con đã thể hiện trong ca khúc này. Cô rất là cảm phục cái việc mà con đã rất là cố gắng cho bài hát này, cũng như là cả sự dàn dựng của thầy Quốc Đại. Cô nghĩ đây là một tiết mục rất là đẹp. Đúng là chúng ta không thể im lặng được nữa, chúng ta sẽ phải lên tiếng và mọi người đều phải làm tốt cái việc này để bảo vệ mọi thứ xung quanh, đúng không con? Riêng đối với Gia Nghi thì hồi nãy cô Đoan Trang có góp ý con về phần giọng hát rồi, chắc là bạn Nghi cũng biết rồi, thì mai mốt cô nhắc Nghi chút xíu thôi nha. Đôi khi mình diễn đó thì có những lúc trang phục hay là tóc của mình đó, nó có thể làm mình hơi bị phân tâm một chút. Cô biết là con cũng không muốn, nhưng mà lúc mà bước ra sân khấu lúc đó con đang rất là đẹp, nhưng mà tóc con che mất tiêu, còn thấy con bên mắt à. Nếu mà mình hát mình thấy con bên mình cũng hơi khó chịu, đúng không? Thì lúc đó mình có thể mình linh hoạt xem mình có một cái động tác nào đó để mình hợp lý hóa cái chuyện mình hất tóc hay không. Cái đó chỉ là một chút xíu nhỏ thôi, Gia Ghi sẽ làm được điều đó. Còn về cơ bản thì con đã làm rất là tốt rồi, và cô nghĩ là tiết mục này chắc là sẽ rất là nhiều người thích và sẽ chia sẻ rộng rãi đó. Thầy Đại Nghĩa tính làm thơ nữa. Em đâu bắt lỗi gì đâu mà anh. Cái dáng tóc thôi cũng bắt lỗi con nhỏ nữa. Cái đó là em nói bé là lần sau bé lưu ý hơn thôi, chứ hình ảnh bé đẹp tự nhiên che mất bên mới mắt rồi. Mới có 9 tuổi hát một cái bài nó khó như vậy, nó cần phải có cái sự tập trung cao độ, thời gian đâu tâm trí nào mà nghĩ tới cái chuyện cọng tóc nó che cái mặt. Trời ơi con ơi, nói thiệt nha, cỡ như chú hay là cô Dân mà hát cái bài này bây giờ tóc nó ụp nó che hết cái mặt, chú cũng không có tinh thần mà dán ra nữa con. Thật sự thì thầy Đại cũng thấy mình rất là ác khi mà đã giao một cái bài hát này cho con. Bởi vì đây là một bài hát mà thầy đi xem phim thầy quá thích đi, và thầy nghĩ rằng mình phải làm ca khúc này trên Thử Tài Siêu Nhí. Nhưng mà thầy hay chứ, thầy cập nhật vừa cái bài hot của phim mới của Aladdin nè, thầy vừa cập nhật cái tình hình thời sự bây giờ, vừa cháy rừng xong, cho nên là rất là cộng hưởng, rất là hiệu quả. Nhưng mà đối với thầy hôm nay, con đã làm rất tốt so với những gì con đã tập cho tới giờ. Tới hôm nay là thầy thấy con phát triển rất là tốt, mà mỗi ngày con mỗi tiến bộ rất là nhiều. Thầy tin rằng là nếu như mà con có cơ hội đi tiếp, con sẽ làm còn nhiều điều tốt nữa. Cố gắng con nha. Thưa quý vị và các bạn, như vậy thì chúng ta vừa đến với một cái tiết mục dự thi mà nó không chỉ dừng lại ở việc là nhận được bao nhiêu điểm số, mà chúng ta đã nhận được một cái thông điệp rất là rõ ràng từ tiết mục dự thi của bé, đó chính là hãy bảo vệ yêu thương môi trường. Và chúng tôi cũng muốn được gửi lời cảm ơn đến với Vũ đoàn Phương Việt, đến với các thầy cô trong lớp học Nhi Sắc Nhí và tất cả những thầy cô trong ban giám hiệu của trường Thử Tài Siêu Nhí đã tạo một cái sân chơi ngày hè như thế này để các bé có thể mạnh dạn nói lên những thông điệp ý nghĩa trong cuộc sống. Một lần nữa chúc mừng con. mùa đông bắc về. Đèn trên phố mờ sương lại, con chim trên cây không hót, em ngồi em trải tóc. Tay em lạnh, môi em lạnh, sao chẳng thấy ai. Bông hoa hồng ai mang tặng, sao chẳng thấy ai. Tiếng chuông chiều xa vỡ trong chiều hôm. Trên phố mờ sương lại, con chim trên cây không hót, em ngồi em trải tóc. Tay em lạnh, môi em lạnh, sao chẳng thấy ơi. Bông hoa hồng ai mang tặng, sao chẳng thấy ơi. Tiếng chuông chùa xa vỡ trong chiều hoang vắng. Thì tiếng gió của ai sẽ tan màn đêm rét mưa. Gió mùa về, gió mùa về. Gió mùa đông bắc về, đèn trên phố mờ sương lại, con chim trên cây không hót, em ngồi em trải tóc. Tay em lạnh, môi em lạnh, sao chẳng thấy ai. Bông hoa hồng ai mang tặng, sao chẳng thấy ai. Tiếng chuông chiều xa vỡ trong chiều hôm vắng. Thì tiếng gió của ai sẽ tan màn đêm rét mưa. Gió mùa về, gió mùa về. Và đó là Phương Nhi và Cát Viên. Cho tôi đứng ké cái coi. Trời ơi, sáng liền. Từ đầu chương trình, hai cô gái này như là Thúy Kiều, Thúy Vân á, ngọt ngào và đẹp lộng lẫy như nhân vật trong tranh á. Nhưng tuần này chị Trang thấy không, lột xác hoàn toàn. Mời chị Trang tiếp lời. Với bài này là một sự bất ngờ, phải nói là bất ngờ. Cũng đúng như là những gì cô Đan Trang mong chờ. Tại vì cô muốn nhìn thấy tụi con có một cái gì đó nó khác biệt. Mình phải làm một cái gì đó khác biệt để thấy rõ những cái màu sắc mà mình được trải nghiệm. Thì lúc đó người ta mới nhìn thấy mình đa dạng như thế nào, mình thông minh ra làm sao để mình có thể chinh phục tất cả những cái bước đi của mình. Và thực sự ngày hôm nay là với cái bài hát này, cô đúng như là những gì cô mong chờ. Bởi vì cô biết bản thân hai đứa con nhìn bên ngoài là mấy cái tập đầu á, nếu như mà Nam Cường có coi xem mấy cái tập đầu rất là nhẹ nhàng, hòa quyện với nhau, bè phối tử tế, hát hò đàng hoàng. Nhưng mà bên trong hai cô gái này nè, hai cô bé này nè, là một cái nội lực kinh khủng. Hát đủ hết các thể loại âm nhạc. Và cái âm vực giọng rất là rộng, có nghĩa là nốt thấp cho tới nốt cao cả hai bạn đều rất là sáng. Đó, riêng các viên á, cái âm trầm của con đẹp lắm. Đúng rồi. Mà cái lúc mà con hát solo đầu á, con kiểm soát từng câu, từng hơi thở của con, cô thấy con rất là chững chạc luôn á. Thì qua tới cái đoạn của bé Nhi, mấy cái âm đầu của con thì bình thường, nhưng mà con lại có lợi thế những cái âm trung và âm cao rất là sáng và đầy ma mị. Rồi cách của tụi con biểu diễn cái phong cách qua cái bài này, có nghĩa tụi con hiểu cái bài này như thế nào, tụi con mới biểu diễn được như vậy. Từng cái tóc của tụi con, cái cách tụi con thể hiện, ánh mắt, thật sự là cô bất ngờ. Chúc mừng hai đứa con. Cảm ơn cô. Dạ, tiếp theo ạ, mời anh Long Nhật ạ. Đây là một bài hát rất nổi tiếng của anh Lê Minh Sơn, một bài hát mang cái màu sắc của dân gian đương đại. Mà với cái tuổi nhỏ như cả con, mà cả con làm được như thế này là chú rất là mừng. Sự thật là ngồi từ đầu tập cho đến bây giờ đó, thì mỗi thí sinh bước ra, mỗi cặp bước ra là đem đến cho tất cả các cô chủ ngồi dưới này một cái niềm hạnh phúc nó lớn lắm. Tại vì các em lớn lên mỗi tập, các con lớn lên mỗi tuần và tiến bộ rõ rệt. Chú chỉ mong là một, nếu mà không tiến bộ được thì phải giữ được cái phong độ của mình. Các con không bị tuột. Hơn thế nữa, các con giữ được phong độ và các con làm tốt hơn tuần trước. Và cái phần đầu của khi lúc cái phần solo của Phương Nhi và các viên đó, tụi con hát rất là rõ lời, đậm đà cái bản sắc của cái ca trù, của cái ả đào của Bắc Bộ, mà cái không gian, cái tinh thần của bài hát của nhạc sĩ Lê Minh Sơn, các con là truyền tải được tròn vẹn để người xem về tất cả những cái kỹ thuật thanh nhạc và cái cảm xúc của cái tinh thần của bài hát. Mặc dù tuổi đời của các con còn rất là bé, chú thương các con. Cảm ơn chú ạ. Thế nên bây giờ thì không biết là anh Nam Cường muốn chia sẻ điều gì với các con với tiết mục này? Tụi con á, hai bạn đúng là Thúy Vân, Thúy Kiều. Bởi vì không phải là chỉ ở ngoài sắc vóc đâu, cái giọng hát tụi con có cái sự bổ sung cho nhau. Ví dụ như khi mà chú nghe các viên hát á, thì lúc đầu vào rất là nhẹ nhàng, rất là ngọt. Nhưng mà những cái chỗ mà đằng sau khi mà con lên cao á, thì con lên vẫn tốt, nhưng mà chú vẫn nghe có gì đó nó chưa có đã. Có lẽ là nó chưa có nó vào cái bài này lắm so với giọng của Phương Nhi. Phương Nhi có thể đoạn đầu vô của con á, nó vẫn còn bình thường, nhưng mà chú lại thích cái màu sắc giọng của Phương Nhi ở cái bài này. Có cái một nó hơi có tí rock rock trong đó chị ha. Đó, cho nên là nghe rất là màu sắc. Và khi cái điều đó khi mà con bắn lên cao á, thì nó bổ sung lại cho các viên. Và phải nói là tụi con phải cảm ơn cái người dàn dựng bài hát này cho tụi con về mặt âm nhạc. Bởi vì đã để các viên là người vào đầu bài hát, là nghe là hút ngay. Và sau đó khi mà đổi qua Phương Nhi hát một cái là một cái màu khác, nghe nó không bị chán. Tại vì hai cái đó nó giống nhau, mà bạn sau mà hát nó mềm nữa là cái bài nó chán liền. Nhưng mà tụi con đã đổi màu, nghe rất là thích. Cảm ơn tụi con. Dạ, cảm ơn chú. Xin được cảm ơn Nam Cường, xin được cảm ơn ban giám khảo rất là nhiều. Thực sự ra thì các con ở đây mỗi bạn là một thế mạnh hoàn toàn khác nhau, mỗi bạn có một sở trường khác nhau, nhưng ráp lại với nhau mà hòa quyện được như thế này là tụi con rất là giỏi rồi. Hát song ca rất là khó đúng không chị Trang? Và chắc chắn là tụi con sẽ phải cố gắng nhiều hơn trong những tập tiếp theo. Còn tuần này quá ấn tượng, một tràng hỗ tay cho Phương Nhi và các viên. Đàn hãy kêu tiếng bàn tay bình tĩnh nào, hãy cứ vào. Một ngày nắng cháy trời mưa xuống, nghe phía xa làn gió thơm về, giọt mồ hôi rơi về trên đất là tiếng hát nơi thạch xanh. Mưa rơi mát cho ngày xanh, nghe mưa tạt cất một tiếng nào. chợt trời trời mưa xuống, nghe phía xa làn gió thơ về, giọt mồ hôi rơi về trên đất là tiếng hát nơi thành sơn. Mưa rơi mát trong ngày dài, nghe mưa tắt cơn một tiếng la. Trời ơi, máu lửa quá. Phần cuối cùng một đảo tay nữa cho Nhất Minh và Ngọc Nhi. Chắc chắn là chú Gia Bảo phải wow lên một cái nữa rồi đúng không ạ? Mời chú. Wow. Lần đầu tiên tôi thấy thạch xanh mà có một muối. Thường thạch xanh người ta 6 muối cục. Thạch xanh này có chút xíu mà sao cái giọng nội lực dễ sợ luôn á. Chính xác. Mà sao hình như con là phiên bản nhí của chú Gia Bảo hồi nhỏ ta. Đúng ta. Thôi ơi. Thật ra là hai bạn này nó có một cái điểm chung là giọng hát rất là nội lực, và nó có cái chất ma mị trong cái giọng hát nữa. Nếu mà là chú Bảo góp ý là bé Ngọc Nhi á, đừng làm công chúa, con làm con chằn mới ghê. Thiệt. Mình hóa ra mình hát, con hát mấy cái nốt đầu tiên mà con hát. Nếu mà là con chằn hát nó nổi da gà đó. Vậy là mình sẽ phải hóa trang, mình quấn mấy cái đuôi vô dài xong mình hóa ra cái đầu thành con chằn tới bính để hát thôi. Không á, mình hóa trang thôi, hiểu không? Đó là thạch xanh hát đối đầu với con chằn đó, nó mới giữ. Nói chung là giọng hát rất là tốt. Và nói thiệt, lúc đầu bé Nhật Minh hát đó, còn bé Nhi là hát cái câu gì đó, nãy con hát câu gì mà nghe nó ghê lắm, ma mị hơn. Đúng rồi, con hát lại câu đó thử rồi. Hát mà giống như mình đang ở trong cái hang sâu vậy á. Mình tưởng tượng cái tiếng hang mà nó vọng. Đáng lẽ là làm bài phát, nhưng mà tự là phát luôn. Thì đó, về nhạc hội chỉnh live mà. Hát như vậy mà làm con chằn là còn thấy ghê nữa. Đó. Lúc đó là sao nghe tao? Ôi mấy giờ mới hay. Không, mình hát giống vậy thôi mà mình quá tân, nó lạ hơn. Dạ. Đúng lúc đó cho chú Minh Sù trợ diễn hóa thân thành Quỳnh Nga công chúa đi. Trời. Trời ơi, xin lỗi, hóa trang nữ hơi đẹp đúng không? Ưng lắm. Ưng chứ. Nói chung là đây là một cái tiết mục rất là ma mị, nó khác với các màu sắc nãy giờ. Cho nên tiết mục này cũng rất là hay đó nha. Xin được cảm ơn chú Gia Bảo ạ. Dạ, cảm ơn chú. Mời cô Đoan Trang. Như mọi người cũng biết là ở cái độ tuổi này á, là cái chất giọng của tụi con là thuộc loại hiếm, chứ không có phổ biến. Cái chất mà hát rock được, cái chất khàn mà vẫn đẩy lên nốt cao rất là bén, đó là hai đứa con. Nói như vậy để cho tụi con thấy cái thế mạnh của mình, để luôn luôn cố gắng và gìn giữ nó. Còn trong cái phần hát ngày hôm nay á, thì rõ ràng vẫn là tụi con vẫn rất là cá tính, vẫn rất là nội lực. Nhưng mà cho cô góp ý một chút xíu, mình cũng đi theo cái trend là hát rock với hát những cái đồ ma mị á, là mình phải kéo. Nhưng mà đừng làm quá nhiều. Mình phải suy tính ở trong cái chiến lược hát của mình. Ví dụ như trong cái đoạn A nó có 6 câu hay là nó có 8 câu, thì mình phải tính ra là mình phải hát như thế nào, cái chỗ nào mình nên kéo, chỗ nào mình bỏ nhỏ, hay chỗ nào mình bỏ không kéo. Nhưng mà cái câu kế tiếp nó cũng hơi tương tự như vậy, mình kéo thì mình mới tạo được cái sự khác biệt. Còn ngoài ra cô rất là thích ở cái năng lượng của hai đứa con. Ngày hôm nay cái điểm tốt của hai đứa con là giữ được năng lượng từ đầu cho tới cuối, không bao giờ bị tuột. Cái đó là cái cần thiết. Chúc mừng hai đứa con. Dạ cảm ơn cô. Dạ mời chú Hoàng Nhân Na tiếp nói ạ. Đây là một cái câu chuyện cổ tích nữa về nhân vật Thạch Xanh và công chúa Quỳnh Nga. Nhưng mà góp ý của chú Gia Bảo cũng rất là thú vị. Bởi vì ngày hôm qua thì mình chưa có lên phục trang của công chúa, mà hôm nay lên phục trang rồi mà công chúa máu lửa quá, lúc nào cũng nội lực mà gầm gừ đó. Thì chú Nam nghĩ là theo góp ý của chú Gia Bảo mà cho con hóa thân thành chằn tinh để đối đầu với Thạch Xanh thì chắc sẽ đúng là con hơn. Bởi vì bản thân diễn. Nhưng mà không sao, thì hôm nay hai con đã thể hiện một cái bài rất là máu lửa mà rất là năng lượng. Và cái anh Thạch Xanh này thật sự là rất là dễ cưng trong tất cả những cái phần mà đây một phiên bản Thạch Xanh kiểu Nhật Minh cũng không sao. Đâu phải khi nào Thạch Xanh cũng sáu múi phải không con? Rồi vài bữa mình sẽ đi tập thể dục cho có sáu múi sau. Đó thì hy vọng là các con sẽ tiếp thu những cái góp ý của các cô chú về phần ca diễn để mà mình sẽ có những cái phần trình diễn tiến bộ hơn trong những cái vòng thi sau. Chúc mừng hai con. Dạ cảm ơn chú. Dòng máu quê hương từ những ngày mở cõi cho đến hôm nay, người người chúng tay ra sức xây đời. Hơn 4.000 năm non nước tràn ngời, nhớ thuở xa xưa tiếng đồng hội ngộ, kết chặt ân tình để mối lương duyên. Con cháu ra đời gây dựng tương lai, kẻ chốn rừng sâu người miền biên thầm. Đất mẹ muôn đời chung lòng gìn giữ, cùng siết chặt tay báo về Sơn Hà. Người người ra đi xa giang quê, mẹ hiền trông theo chốn biên cương ngày đêm vững lòng. Vì quê hương núi sông đang cần, trong gian gian gọi mời những niềm tin quê hương mình rộn ràng câu hát. Dù bao khó khăn vẫn cùng chung tay, người người sông pha có giá chi hoàng đời xuân sáng. Cho lũy tre bao năm càng thêm xanh ngời, dòng sông quê dài xuôi muôn đời. Biển sẽ trong xanh từng cánh chim trao lượng, giờ nên khoảng trời xuân lộng lẫy ở quê mình. Hãy hát khúc ân tình giữa quê mẹ yêu thương, khúc hát lạc hồng từ muôn đời gian dòng. Để Việt Nam ta ngàn đời đem mãi từ trang sử hào hùng cho đến ngàn sao. Một tràng vỗ tay thật to nào quý vị. Một phần ra quân rất hùng hậu của tập thể lớp dân ca cải lương dân gian đương đại của thầy Hữu Quốc. Trong cái tiết mục này là thầy Hữu Quốc có ý đồ gì không mà để cho các bé xuất hiện cùng với Thế Thanh luôn ạ? Thực sự thì không phải là áp đảo hay gì hết, nhưng mà từ ngày mà tiếp nhận các em thì Hữu Quốc đã tập cho các cháu nó trở thành một cái gia đình. Mà ở đó thì là Thế Thanh là lớn nhất, là anh hai, rồi chị ba, anh tư, rồi chị năm, cho đến là Út Điệu là bé Thúy Vi. Thì các cháu là sinh hoạt như một cái gia đình rồi. Và không phải riêng tiết mục của Thế Thanh đâu, mà 6 tiết mục còn lại thì đều có cái sự hỗ trợ của toàn gia đình của dân ca cải lương. Một cái không khí rất là gia đình. Và anh Hữu Quốc thì luôn tự nhận mình là ông Năm. Hồi nãy Đại Nghĩa có lén theo dõi thì thấy anh Hoài Linh rất là xúc động khi xem tiết mục này. Mời ý kiến của anh trước ạ. Trước tiên thì tôi phải cảm ơn ông Năm Hữu Quốc về cái phần dàn dựng và cách xây dựng ý tưởng. Thì tôi không bao giờ có cái sự nghi ngờ gì về cái nghệ sĩ ưu tú Hữu Quốc. Thì đây không phải là một cái mở màn riêng cho chương trình này, mà là một cái mở màn rất là đẹp cho cái gia đình của nhóm dân ca cải lương. Và còn về cái phần của Thanh á, thì chính bản thân con coi thử là hiện giờ con đang bắt đầu bể giọng nhé. Và cái chương trình này nó còn đi đường dài, thử coi là mình có giữ được cái lâu lâu cái tiếng ét ở trong cái lúc con bể giọng hay không. Chứ hiện tại này thì chú thấy là rất là ổn, mà khi mà con lên giọng cổ, con cấn lên cái xong con xuống trở lại là chú với cô Hai Hằng là nhìn qua là thấy trời, thằng này nó giỏi quá rồi. Cảm ơn chú Hoài Linh. Nhắc lại những cái kịch bản ngày xưa đó, thì cũng có một thời gian vừa bay ở trên không trung vậy mà ca giọng cổ thì Thanh Hằng cũng đã diễn rồi. Mà khi nãy là Thanh Hằng thấy con đứng lên mà trong trên vậy mà con vô giọng cổ, mà trong giữa cái vế hai mà con có luyến một cái đó nữa, nó rất là đặc biệt. Tổ nghiệp đã cho các con, bây giờ con nói thật sự á, các con đúng là thật tổ nghiệp cho con là cái danh nghệ sĩ rồi đó. Đã lắm mãi lưu truyền cho cảnh giọng thơ ngay qua lời ru em à, mà mẹ đã theo chân con trên dạng neo sông hồ. Trong bụng mẹ đã vui mừng khi con mái đồng lần đầu tiên, rồi kể từ đó sau mỗi lần con đạp mẹ thêm đau, mẹ lại vui thêm chút nữa. Chắc con khỏe nên con đạp con chòi. Con buồn vì con đã rời bụng mẹ, có nghĩa là ấm lành sẽ còn. Dạ, con cảm ơn chú. Xin mời các cô chú cho kết quả của mình. Chú Thanh Bạch đồng ý, cô Đoan Trang đồng ý, cô Thanh Hằng chắc chắn là đồng ý. Chú Hoài Linh sao ạ? Chú Hoài Linh đồng ý 100%, giám khảo đồng ý với con. Con cảm ơn các cô chú rất nhiều ạ. Chúc mừng con. Quân của ta hùng mạnh đến cỡ nào rồi. Tiểu Đồng Nhi đánh khỉ con cho huynh. Dạ. Dạ thưa sư huynh. Có huynh. Chúng em chỉ nhận nhiệm vụ canh giữ qua mẫu đơn, còn chuyện đánh lộn chúng em đánh hỏng có lại. Trời ơi. Em xin hết. Dạ. Dạ. Dạ thưa sư huynh. Chuyện gì? Dạ tụi em ra đây chỉ có nhiệm vụ là đứng kiện. Dạ các em giao đổi hình. Ấy da, thiệt là nan giải quá. Tiểu Đồng Nhi thật là vô dụng. Hey. Tiểu Đồng lên. Lên. Dừng tái lại. Con kính chào sư mẫu. Tiên Đồng, chẳng hay có chuyện gì mà các con làm náo loạn chúng tôn nghiêm. Bẩm sư mẫu, có một chú khỉ con tính lên núi thái trộm hoa mẫu đơn. Trộm hoa mẫu đơn để cho tường đen trắng. Này khỉ con, mau cá phân bài, duyên cớ sao lại đến nơi đây mang tội gian tham trộm cắp. Lời con phân to gian cầu ơn trên thánh tiên, người xót thương tình ban cho cánh hoa mẫu đơn đem về thai hồn. của lâm nguy, thương con gửi ra tay, chăm lo và thuốc thang con thọ ơn. Tài không đạt chứ do tay người vì gian tham, công danh bạc dạng vinh quang, nên quên thăm tình con thơ, âm mưu đành giết con ôi nghĩa qua. Lời nói đó con tin thay, chứ con đi sau đành là kê mau, chẳng ai điềm dứt đi câu thâm tình, điều đó dối gian phái tội thật thà ta đây thứ tha. Còn bằng chán thì tôi chết, về đi con ta chẳng tha. Trời ơi thâu nỗi đau thương ức quản cho thân này, lòng chán ngang kiếp nhân sinh của bao nhiêu con người. Xin vô lòng thương con, ta đây khó tin lời bi. Dương gian thiên cánh cách xa, điều đó vui chán tôi tin. Ý ta đã quyết hai bao quay về, đừng gian than ít chi. Tiết độc đuổi chỉ con xuống non lập tức. Con không về thương thánh mẫu, xin thánh mẫu thương tình cho khi qua mẫu đơn tiền cứu sống con người. Ơn nghĩa chị Bạch Liên con ghi khắc trong lòng, bà kế mẫu ác tâm sâu độc, giết chết việc vì tham vọng cuồng điên, muốn đưa Bạch Liệu con bà thay thế chị Bạch Liên, rồi dối gạt đức vua đã cứu công chúa Bảo Loan thoát nạn. Nay khi con thật lòng phân cảm, xin qua cứu sống người ơn cho trọn nghĩa thâm tình. Tiết Đồng đuổi khỉ con xuống non lập tức. Con không về thượng thanh mẫu, về đi hầu đi. Con lại bà mà thanh mẫu, về đi hầu đi. Lời gian sinh y ta đã quyết, hãy mau quay về. Bà không giúp con nguyện nguyên sinh cho lòng, con quyết không trở về. Sao? Ngươi không trở về à? Không, nếu con chưa cứu sống được chị Bạch Liên thì con không trở về. Để ta thử lòng chị con, xem ngươi có tấm lòng trung nghĩa. Này khỉ con, muốn ta cứu sống Bạch Liên với một điều kiện. Điều kiện gì? Thôi thanh mẫu, lấy trái tim mi mà cứu nguy mạng Bạch Được. Để cứu mạng ân nhân, con xin bằng lòng. Khá khen cho Hầu Nhi. Tiên đồng, hãy cứu sống Hầu Nhi và trao qua mẫu đơn cho Hầu Nhi mang về cứu chuộng. Dạ. Tiên đồng, hãy ban qua mẫu đơn cho Hồng Di mang về cứu chuộng. Con đợi ơn Thánh Mẫu. Con mang ơn Thánh Tiên Thần Linh, mẫu đơn tiên cứu mạng chị Hiền. Thấy con đây qua lòng nhân nghĩa, dù là thua nhưng tấm lòng cao cả đầu vàng. Hãy đưa Hồng Nhi xuống non lập tức. Một tiết mục tuyệt vời thưa quý vị. Hồng Nhi cứu chủ bé Ngọc Tâm. Các bé trong lớp học của ông Năm, vũ đoàn chuông gió và sự hỗ trợ nó không thể nào tuyệt vời hơn nữa. Đó là mẹ của bé Ngọc Tâm, nghệ sĩ Cẩm Hiền. Cảm ơn chị Cẩm Hiền đã hỗ trợ cho cháu. Một cái cải lương á, xã hội đơn thuần đó mà cũng còn khó. Còn đằng này là phải hát hộ quảng rất là hay. Và khi con quá thân ra một chú khỉ đem cái qua mẫu đơn về để cứu chủ đó, con đã làm hoàn thành cái tiết mục này mà từ cái ca hồ quảng con cũng ca chính xác. Hai mẹ con nó gần cái giọng với nhau, nó giống nhau rồi cái nó hay, ngồi nó coi nó đã làm sao luôn vậy đó à. Cho nên là xin cảm ơn chị Hiền đã sanh ra đứa con này. Và bộ môn nghệ thuật sân khấu cải lương sẽ có một nghệ sĩ để nói dòng nói giỏi nữa. Dạ, coi như chị có một người hậu duệ nối nghiệp chị rồi đó. Và một lần nữa xin cảm ơn chị nha. Ở đây có lẽ với sức ép về tâm lý kết hợp với vũ đạo thì mới bật ra được một Ngọc Tâm như là ngọc trong đá. Những cái tình huống mà thường thường làm cho con không có bật lên được. Ở đây vừa diễn vũ đạo mà luôn luôn là không phải là vũ đạo bình thường mà lại phải nhớ mình là con khỉ. Cho nên con không bao giờ quên để con làm tất cả những điều đó trong những động tác và cái màn đi gối. Chú thương vô cùng. Cảm ơn giám khảo Thanh Bạch. Nếu mà con được đi tiếp vào vòng trong, chú có một gợi ý nho nhỏ. Con diễn tiết mục Hồ Nguyệt Cô Quá Cáo. Wow, cái này là... cái đó diễn ra đó. Con diễn dư sức làm thuyết phục được mọi người. Dây khó cho con có biết nhân vật Hồ Nguyệt Cô bao tìm em đi. Trời ơi. Cho Hữu Quốc một tràng pháo tay coi bà con có mặt hả? Tung tung khen. Dạ, một lời gợi ý từ giám khảo Thanh Bạch. lời dạy tình nhân ta khắc ghi lòng. Giọng chữ nghĩa nhân không phải người hiếu chiến, giữ tình hòa khí để an định non sông. Đã bao lần kẻ phải bại dâu, người xưa còn đó sao vẫn còn gây chiến. Trời sẽ không tha, đất không nhân thứ. Cho những kẻ hung hăng xâm lấn biên thủy, đạo lý ngàn đời người trọng nghĩa nhân. Ta giữ tình hòa hiếu, người giả tâm gây chiến. Ta biết tử thủ để bảo vệ quê hương, núi rừng đất Việt sẽ là tường đồng lũy thép, ngăn chặn bước chân xâm lược. Sông nước phương Nam sẽ hòa mình vào Biển Đông, sẽ lớn mạnh như sức thần phù động. Nhận chìm quân cướp nước. Ngày xưa do ông trò qua xâm lăng nước ta, đền trên hùng vương nào ai xông ra giết giặc. Từ nơi làng quê một em lên ba đứa lên, mẹ tâu hùng vương thờ con ngựa roi ra trận. Lên nhanh hơn trên làng, nên chặt trai phù đông. Tăng tăng quân xâm đường, anh dọc ngang ngựa xa. Vút bay cao lên trời, còn những nhà muôn đời. Bước theo gương của người, chàng trai dông tuyệt vời. Lớn nhanh hơn trên làng, nên chàng trai phù đông. Đánh tan quân xâm lược, anh dọc ngang ngựa xa. Vút bay cao lên trời, còn ghi nhớ muôn đời. Bước theo gương của người, phù long thiên vương. Một tiết mục mở màn cực kỳ ấn tượng thưa quý vị, bé Huỳnh Hồng Ân. Trời ơi, thánh giống dễ thương quá. Một cô bé nhỏ xíu xìu xìu như thế này thôi mà quý vị thấy đó, vừa ca vừa diễn, quá bất ngờ luôn. Không biết xem xong tiết mục này thì ông Năm Hữu Quốc có muốn chiêu dụ bé về cho đội của mình không ông Năm ha? Lần đầu tiên thấy con ca một cái loại mà cái trường phái vô giọng cổ mà người ta bất ngờ, không biết đó là câu giọng cổ á. Đúng á. Con làm bất ngờ này đến bất ngờ khác, ông Năm thích con dễ sợ luôn á. Mai mốt cái ông Năm dạy con ca cải lương mà hay hơn hôm nay nữa. Hôm nay là con quá tuyệt vời rồi. Cảm ơn ông Năm Hữu Quốc. Ngày hôm nay là một cái điều bất ngờ là khi con hát đó, con vô nó không bị chênh bị phô. Mặc dù cái câu giọng cổ như là ông Năm Quốc nói là con vô, chú tưởng là con vô bài bản, con vô lý, cuối cùng con xuống giọng cổ đó. Nhưng mà con vẫn vô đúng mới hay chứ. Con lạng đi một vòng rồi con về, con đáp đúng ngay cái sân bay con cần đáp. Đó là một cái điều mà chú thấy rất là thú vị và rất là dễ thương. Con hát lại câu giọng cổ nãy cho mọi người nghe được không? Là con cháu rồng tiên kiên cường bất khuất, nêu chí hoài hồng. Giọng cổ mà con vô hồi nãy đó, cái kiểu đó là vô kiểu Năm Xuân sàn xê, đổ qua sàn xê rồi nó muốn xuống cái giọng cổ nữa. Mà hay nhất là cái nó vô cái bài Duyên Kỳ Ngộ á, không có rau không gì hết trơn rồi. Đúng. Tự nhiên vậy cái nhảy nhào vô cái bài Duyên Người Ngộ ta hay thiệt, rất là phải nói là cô không còn lời lẽ nào để nói mà gọi là khen con nữa hết. Con cảm ơn cô. Ừ. Con cảm ơn cô nghe cũng hay nữa. Con cảm ơn cô. Giống cô. Nếu chú muốn tập giống cái giọng của con Trời á, thì chú luyện thanh đi. Trời ơi. Tên 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 tên. Con ơi con, luyện thanh như thế nào con có thể con chỉ cho chú được không? Những mẫu câu mà chú thích. Mi 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 ma. Rồi đó, đó bây giờ thì chú có cái giọng nói giống như con rồi đó. Trong cái tiết mục này á, cái cô thích là con không cần phải di chuyển, phải nhảy múa gì nhiều hết á, con chỉ đứng một chỗ để thể hiện cái tinh thần của thánh giống và con thể hiện được điều đó, con lột tả được cái nội tâm của thánh giống. Như vậy là thành công. Chúc mừng con. Cảm ơn cô Đăng Trang. Giỏi. Ôi trời đất ơi. Có quà cho cô Đăng Trang. Đi đây. Này. Trời đất ơi, cái gì mà hôm nay đi chấm thi mà con được tặng quà nữa ta ơi. Biết vậy nãy tôi không thèm khen. Mà vỡ ra nguyên cục phấn nè nha. Một bức thư. Phấn trắng. Trời ơi. Cô Đăng Trang ơi, con yêu cô nhiều lắm. Wow. Chết cô Trang rồi. Chết cô Trang rồi. Cô Trang chịu không nổi rồi. Cô cảm ơn con rất là nhiều. Cô rất là mừng là tụi con đến đây học được nhiều thứ. Bên cạnh đó là tình cảm của các cô chú và các con được gắn bó với nhau nữa. Cô hy vọng là sau cuộc thi này, nếu như các con cần gì các cô chú thì bản thân cô là cá nhân cô sẽ luôn ở bên con. Chúc mừng con nha. Rồi bây giờ sẽ là điểm số từ 2 vị giám khảo nha, dành cho bé Hồng Ân. Đó là xin mời cô Đăng Trang. Xin mời giám khảo Ethiopia cho biết kết quả sodium của thí sinh chúng tôi. Hết hồn. Không phải vì lá thư này, đây là tất cả những gì qua một quá trình cô đánh giá Hồng Ân. Tiết mục này con được 9,75 điểm. 9,75 điểm. Xin mời giám khảo Thanh Bạch. 0,75 cộng với 9 điểm. Như vậy là giám khảo Thanh Bạch dành cho bé Hồng Ân của chúng ta là 9,75 điểm. Cảm ơn hai vị giám khảo. Phải nói là cô rất là vui khi mà được nghe con hát bài thư pháp này. Và cô rất là mừng bởi vì cái tư duy âm nhạc của con còn nhỏ mà con chọn những cái thể loại âm nhạc như thế này rất là khó. Có nghĩa là con nghe nhạc rất là sâu sắc, rất là hay. Xin mời giám khảo Thanh Bạch. Đoan Trang đã quyết định lựa chọn bé. Cô Thanh Hằng cũng lựa chọn bé Ngọc Thanh. Còn chú Hoài Linh thì sao? Dạ quay tiếp. Dạ rồi đó. 4 dấu tích màu xanh, có nghĩa là 4 vị giám khảo đây đều đồng ý để con đi tiếp với chương trình thử tài siêu nhí. Con kính chào ba giám khảo, con tên là Trần Minh Sa, con 9 tuổi. Con xin hát bài Thu Một Người Dân. Một người dân, đôi khi con nghĩ có tên, đôi khi con nghĩ cho mình, giúp người xa cơ nào muốn trả ơn. Mà tại sao ba anh em một nhà, chung một dòng máu xanh nhau đủ đều rào trước đón sao? Chú Thanh Bạch đã đồng ý. Cô Đoan Trang thì sao? Con phải xuất hiện một bài hát phải hay hơn nữa, phải hợp với con hơn, tập trung hơn, sâu sắc hơn nha con. Ok. Yeah. Cái cảm xúc của con đó, nó hợp với lại những cái bài đó. Cảm ơn con nhiều lắm. Con cố gắng. Còn đối riêng với chú thì chủ đề này coi thử con may mắn lần sau rần hơn không nha. Xem như đây là một cái sự khiều của chú Linh, cái sự nhắc nhẹ của chú Linh với con. Hy vọng rằng tuần sau, lần sau con sẽ tốt hơn nha. Xa vời quý vị, ở lần xuất hiện đầu tiên, bé An Khang với cái khả năng diễn kịch của mình và đặc biệt là cái duyên hài của bé, tự nhiên nó toát ra làm cho tất cả mọi người, đặc biệt là ban giám khảo cười rất là nhiều trong cái phần đầu tiên đó. Nhưng mà hôm nay khi quay trở lại với chương trình ở cái vòng thiết lập này cũng với thêm một hài kịch thì không biết rằng bé An Khang có tiếp tục chinh phục ban giám khảo và quý vị khán giả hay không. Hãy dành cho cậu bé dễ thương này một tràng vỗ tay quý vị. Nhìn ô tô nó đi, em tưởng con trâu nó phì. Ở Lâm Đồng mới xuống em đâu biết gì. Ở trong kia em nhìn ra ngoài này thì thấy đông, mà ra ngoài này thấy nhiều người thế. Kính chào tất cả các ba can các chị. Em chào từ thành thị đến nông thôn, từ sân gôn tới sân bóng đá. Em chào từ Thanh Hóa đến tít tận Tuyên Quang. Mà em chào từ Hà Giang, em chào sang Móng Cái. Em chào từ Móng Cái đến Mãi Sài Gòn quê mình. Với tất cả tâm tình em xin chào các bác. Tên em là Lò Văn Son, người thì thấp bé nhỏ con nhưng có tài. Bố em là Lò Văn Xài bán rượu ở đường Liễu Giai gần nhà. Mẹ em là Bài Tư Hà bán trà đá ở tít Bến Phà Khuyến Lương. Gia đình kinh tế tầm thường, nhà chỉ có mỗi giường bốn chân. Bố mẹ em sống ly thân bởi vì bố quá nhiều lần rượu say. Mà rượu say thì ba đĩa cũng bay. Xin các bác vỗ tay cho em đỡ buồn. Sau đây em xin được giới thiệu về bố em. Sở thích của bố em rất thích xem tivi và lúc mất điện, thích đi bệnh viện lúc chẳng bị làm sao, thích mặc áo phao để nhảy hip hop ở cầu ao. Và đặc biệt bố em rất thích cắt tóc bằng dao. Đấy là bố em. Sau đây em xin được giới thiệu về mẹ em. Mẹ em khỏi phải khoe chứ mẹ em vẽ cực đẹp luôn. Mẹ em vẽ tới đâu là chuẩn tới đấy. Chuẩn như ông tìm thấy tổ, như súng nổ tìm thấy mục tiêu, như chiến chiêu nhảy hip hop ấy. Ngày xưa mẹ em có tham gia cuộc thi vẽ ở trên tỉnh nhưng mà do xã tổ chức. Đề bài là bạn hãy vẽ con vật mà bạn yêu thích. Mẹ vẽ con sư tử, vẽ như là kiểu tranh 3D sao ấy. Mà vẽ xong ban giám khảo lên chấm điểm vì không dám đứng gần, vì sợ con sư tử nó cắn. Em ngồi dưới em tò mò là không biết mẹ em vẽ đẹp như thế nào. Cái em lao lên, thì trời ơi, mẹ em vẽ mẹ em. Đấy là mẹ em. Sau đây em sẽ được giới thiệu với chị em. Chị em tên là Lò Thị Hai bán vải ở đường Trần Quang Khải. Miệng hay là nhại, sống sao cho phải, tuy đời ngang trái, có thằng em anh tài. Sở thích của em rất thích xem phim Cô Dâu 8 Tuổi. Cứ mỗi lần kết thúc phim Cô Dâu 8 Tuổi là chị em lại nhảy cẫng lên. Em khiếp sợ với chị em luôn đấy. Khi là bị bà can dây này nhập hay sao ấy. Đấy là chị em. Sau đây em xin được giới thiệu về em. Sở thích của em rất thích ăn vào lúc đói, uống vào lúc khát, thích tắm vào lúc mát và đặc biệt em rất thích cào lông mày bằng dao phát. Mục đích của em đăng ký thi chương trình thử tài siêu nhí và để cho bố mẹ em được nhìn thấy em ở trên tivi. Vì hơn một tuần nay em chưa được về nhà. Chú quay phim, chị ấy mới quay vào mặt con cho con gặp mẹ. Mẹ ơi, cảm ơn mẹ đã canh mẹ và răng đe con để con có được như ngày hôm nay. Con chỉ muốn nói với mẹ một điều rằng mẹ ơi, con nhớ bố lắm. Dạ bản tường trình con đến đây hôm nay là hết ạ. Con xin hết ạ. Không biết là con trời ơi, sao mà con có thể con nói với một cái tốc độ nhả chữ, nó nhanh, nó không vấp, nó lưu loát mà nó duyên dáng đến như vậy không biết nè. Một tràng vỗ tay dành cho bé An Khang. Anh Linh ơi, anh Linh, anh thấy cái cậu bé này như thế nào ạ? Cái trí nhớ con cực kỳ thông minh. Bởi vì cái nói nhanh như vậy á, nó dễ bị vấp lắm. Cái giọng bắc của con rất có duyên nha. Nhưng để cho tất cả mọi người đều nghe con nói được hết thì con nói chậm lại hơn một chút xíu. Bây giờ con đang 10 phần, con nói chậm lại còn khoảng 7 phần. Chỉ cần giảm lại thôi. Con có duyên cực kỳ. Chúc mừng Khang. Cảm ơn chú Hoài Linh. Tôi đồng ý. Chú Hoài Linh đồng ý. Cô Thanh Hằng thì sao ạ? Cô đồng ý. Cô đồng ý. Cô Đoan Trang. Con xứng đáng được vào vòng trong là chắc chắn rồi. Như vậy là cô Đăng Trang cũng đồng ý cho con vào vòng trong. Và chú Thanh Bạch, chúc mừng con. Cảm ơn chú Thanh Bạch. Bây giờ thì hãy chạy đến với thầy giáo mới của mình nè, thầy giáo Bảo. Mãi đến bây giờ Một tiết mục hoành tráng tuyệt vời. Bé Quang Hiểu, nhóm bè, vũ đoàn chuông gió và ba cô gái xinh đẹp đàn tranh. Tất cả đã tạo nên một không khí rất là xúc động. Không phải chỉ là cái sự hào hùng trong tiết mục, trong giọng hát của con đâu, mà cái cảm xúc giống như bài hát Từ Cội Nguồn, nó đã lan tỏa đến tất cả mọi người chúng ta. Và ở đây những người Việt Nam có thể hãnh diện vì những gì mà con đã mang đến cho mọi người, vì chúng ta là những người con Việt, chúng ta yêu quê hương của mình, phải không quý vị? Một tràng vỗ tay nữa dành cho bé Quang Hiểu. Cảm ơn tất cả các bạn. Yến Trang ơi, hay quá Yến Trang ơi. Mời cô giáo Yến Trang chia sẻ trước về cái phần thi của học trò mình nè. Bản thân Yến Trang là cô giáo mà vẫn cảm thấy rất là nổi da gà khi mà một lần nữa nghe Hiểu hát, bởi vì tất cả những cái cách xử lý ở trong bài hát này nó không dễ dàng đối với lại một người lớn nữa, mà một cậu bé như Hiểu ngày hôm nay. Trên sân khấu này sau những ngày tập dượt thì Hiểu vẫn làm rất tốt như những ngày mà đã tập dượt, thậm chí là còn thăng hoa hơn, thì Trang cảm thấy rất là hãnh diện. Cảm ơn con nha, con đã làm cho cô giáo của mình rất hạnh phúc trong cái phần trình diễn của con đó. Và chú thấy là giám khảo Hoài Linh hồi nãy cũng đã không thể nào kiềm chế được. Mời chú Hoài Linh. Khi chú thấy con dự thi cái bài hát Từ Cội Nguồn là chú sợ lắm. Cái cách xử lý của con thì chú không bao giờ chú đi so sánh với một ca sĩ khác, mà chú nói ở đây á, con dám chọn bài này là con dám thử thách bản thân con. Yeah. Bởi trong cái bài này cái âm vực nó rất là rõ ràng, cao thấp đâu đó nó có điều hết. Và đặc biệt là con đã làm được một cái điều mà chú nghĩ là với cái tuổi của con sẽ không làm được đâu. Nhưng mà với sự cố gắng, con đã làm quá tuyệt vời, là ở trong này có tất cả Bắc, Trung, Nam đều có hết. Và cái chuyển giọng từ cái giọng Bắc qua cái giọng Nam của con nó cũng rất là rõ ràng. Rồi tới cái hò Huế của con cũng làm rất là đẹp. Cho nên là chú rất là hưng phấn với một cái cậu bé mà vừa điển trai nè ha, hát tốt nè ha, mà dám liều lĩnh thử thách cái bản thân mình bằng một cái bài hát như vậy. Nếu trong cuộc sống của con có những cái kiên định rõ ràng như vậy, và con có những thử thách bản thân con như vậy, thì chắc chắn con sẽ thành công. Và đối với cái tuổi của con, chú cho đây là phần diễn tuyệt vời nhất của con từ trước tới bây giờ. Cảm ơn chú Hoài Linh. Mới có mấy tuần thôi mà thấy sự trưởng thành của con trong phong cách, trong nét mặt, trong ngoại hình và cả tâm hồn của con nữa. Ở đây con đảm bảo được hơi Bắc, hơi Nam. Và cái điều quan trọng nữa là cái sự dàn dựng của tiết mục của con, nó là sự nỗ lực hết mình trong khả năng có thể. Đây là một dấu mốc rất là lớn trong cuộc đời của con, khi con đã ghi dấu ấn rất sâu đậm với tác phẩm này. 10 năm sau, 20 năm sau con xem lại, con cảm thấy rằng đây là một kỷ niệm khó phai mờ trong cuộc đời với thử tài siêu nhí của con. Cảm ơn giám khảo Thanh Bạch. Cô khen là cái giọng con rất là vang, cho nên là khi con hát tương tác với hợp xướng mà con không có bị lép vế với hợp xướng. Cái tốt ở chỗ là con cứ lịch lãm mà đứng mà hát đầy tự tin và tập trung hết sức vô cái giọng hát của mình. Đó là cái điểm mạnh của con. Nhưng mà cô nhắc con á, là cái ngân của con á, là con chưa có cái độ rung, cho nên con phải cần tập cái độ rung để khi mà con hát mấy nốt cao á, nó không có bị chát. Vậy thôi. Cảm ơn con nha. Cảm ơn các vị giám khảo. Những lời khen tặng cũng như là những lời góp ý sẽ giúp cho con rất nhiều sau này Quang Hiểu nha. Một hôm mẹ trắng bỗng nghe tiếng hát em, mẹ lang thang hoài để bầu trời thêm vang. Một hôm có nắng bỗng nghe tiếng hát em, nắng buông buông hoài tôi chưa muốn quên. Đừng mang trong này ra những nỗi ưu phiền, và đừng mang trong tình yêu những Cảm ơn các con. Bảo Hân ơi, con phải cảm ơn các bạn trong vũ đoàn ABC Kids nha. Nhờ các bạn mà cái tiết mục của con trở nên sôi động rất là nhiều. Đặc biệt là hai cái bà đứng đầu này nè. Trời ơi, hai bà y như hai con búp bê da màu đó, nhảy khí thế luôn. Rất là dễ thương. Không biết cô giáo Yến Trang có hài lòng với tiết mục này của học trò mình không ha? Với cái vòng này thì Trang đã cho các bé thêm rất là nhiều màu sắc. Nhưng mà chắc hẳn rằng vẫn có một đôi chỗ cái khuyết điểm mà các anh chị đã đưa ra thì Trang đều đã rèn cho các bé. Nhưng mà có thể là vì tuổi còn nhỏ và cái thời gian để mà hòa nhập với những cái khuyết điểm đó thì nó cần dài hơn người lớn bình thường một tí xíu. Cho nên là Trang vẫn chưa 100% hài lòng với tất cả những cái tiết mục mà mình đã dàn dựng. Dạ, đó là tâm huyết của một người thầy cô muốn gửi đến cho các con để các con ngày một tốt hơn nha. Còn bây giờ thì mình nghe ý kiến của các cô chú giám khảo nè. Cô Thanh Hằng ơi, cô Thanh Hằng thấy tiết mục này sao? Cô nói cho con biết đi nè. Cái tiết mục này thì cái con ca nó bị lệch cái nốt chút xíu. Nhưng mà cô cũng chúc mừng con đã hoàn thành được cái tiết mục này rất là dễ thương cùng với lại đội múa. Cô cảm ơn con nhiều lắm. Cảm ơn cô Thanh Hằng. Trong nguyên tắc biểu diễn đó, cái người hát phải là cái người nhảy đẹp nhất. Thì những đoàn con phối hợp với vũ đoàn là mọi người rất là hưng phấn. Nhưng trong chừng mực nào đó, cái máu lửa của vũ đoàn nó quá cao đi. Mà cái độ bốc của con á, nó chưa đủ, cái niềm tin nó chưa đủ điểm tựa để con bóc cũng điên rồ như là cái đoàn múa đó. Thì nó mới hòa nhập được giữa múa và hát. Và cái điều này thì nó đòi hỏi con phải có bản lĩnh và có thời gian, kỹ thuật nữa. Nói chung á, nếu con muốn kết hợp nữa thì con phải tập luyện hình thể, tập trung nhiều hơn nữa. Nhưng mà quan trọng mình là ca sĩ, giọng hát mình phải đi đầu trước đã. Rồi tất cả những cái khác đó sẽ bổ sung cho mình sau. Dạ, cảm ơn chú Thanh Bạch. Và bởi vì con là ca sĩ nên con cần phải nghe lời góp ý từ một ca sĩ, đó là cô Đoan Trang. Với con á, thì cái vấn đề ở chỗ là con chưa nắm được cái kỹ thuật hát. Mà cái đó cần phải thời gian nhiều lắm. Con bị hát theo cái bản năng của con nhiều quá. Ví dụ như một hôm mây trắng bỗng nhớ tiếng hát em. Thì con bị là một hôm mây trắng. Con bị cái ngân, cái luyến trong đó nhiều quá. Thành ra đi hết cái bài ấy, thì đâm ra người ta bắt được liền cái lỗi của mình. Là cái lỗi mà nó chưa chuyên nghiệp ha. Còn cái nốt luyến của con, nốt luyến quá nhiều. Thì cô mong là cô Yến Trang phải nhìn thấy để mà sửa con. Ví dụ như là cái bài này có rất là nhiều cái đuôi như là da 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 da, với em, hoặc là bad con hay gì đó. Thì mình phải làm khác nhau. Một cái thì mình đã làm rồi với em, một cái kia mình phải làm với em. Mình phải làm cái lên rồi cái xuống, cái ngang hay như thế nào đó. Con luyến đều cái nào con cũng với em, bad con. thì đâm ra người ta dễ nhìn thấy cái sai của mình hơn ha. Rồi, theo chú ở đây chỉ có một cái điều mà lúc đầu tiên thì chú nghi ngại, nhưng mà sau thì chú không có nghi ngờ nữa, bởi vì con lên cái câu ao của con á là con lên cao được. Thì cái bài này chú chỉ nói là con lấy cái tông hơi bị thấp, cho nên khi mà con xuống á, con hát cái nó bị mờ, nghe không rõ lắm thôi. Chứ còn để mà đòi hỏi con nhảy như các bạn ABC Kids thì chắc là lâu lắm, bởi vì các bạn ấy đi theo từ hồi còn 3-4 tuổi là đã đi vô trong vũ đoàn rồi. Cho nên là cái sự máu lửa của họ lấn át con. Nhưng mà con yên tâm, bởi vì có nhiều ca sĩ hát mấy chục năm vẫn bị lấn át như thường, không phải một mình con. Tự nhiên nghe tới đó nó nhột nhột của con. Con tên là Đặng Thái Hà, năm nay con 11 tuổi, con đến từ Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Sau đây con xin trình bày nhạc phẩm Chuyện Đêm Mưa. con phải nhớ là thầy đại bấm cho con trước. Và khi mà con bước ra là thầy chịu rồi. Rất là chỉnh chu từ trang phục đầu tóc. Ôi sao mà đỉnh đạt thế này. Và khi con cất lên tiếng hát, thầy chịu liền nghe cái chữ khuya của con. Nhưng mà thầy đợi xíu nữa. Nhưng mà thầy biết tại sao thầy Cường bấm. Con hát nghe cái chữ mái lá quá xuất sắc. Lúc đó thầy Cường mới chịu bấm con. Là nhưng mà thầy đã ấn tượng con từ cái chữ khuya, từ cái A1 rồi. Và cái dòng nhạc này của con chọn là dòng nhạc của thầy theo đuổi rất là nhiều năm rồi nha. Khi con bước ra làm cho thầy cảm thấy đến bây giờ vẫn còn nổi ốc ác hết lên và lạnh toát người luôn. Bởi vì cái giọng hát của con nó chiếm cái tình cảm, cái nhất. Cái thứ hai, tại sao mà thầy bấm sau thầy đại? Thầy biết chắc chắn thầy đại sẽ bấm nên thầy cố tình bấm sau. Bởi vì là đây là cái dòng nhạc mà định hình của thầy Quốc Đại từ xưa tới giờ rồi. Riêng thầy thì là thế hệ sau về tuổi nghề lẫn tuổi đời. Đó, và bước vào cái dòng nhạc bolero này cũng sau luôn. Thầy mới chỉ tham gia vào dòng nhạc vài năm trở lại đây thôi. Nhưng với thầy thì nó không phải là cái sự quyết định. Quyết định là mình có dám dấn thân vào những cái gì mới mẻ ở bên trong âm nhạc không. Thầy đã từng hát thành công ở dòng nhạc trẻ rất là nhiều thể loại. Và khi bước vào bolero, thầy đạt được một cái thành tích là quán quân của một chương trình về bolero. Để cho con yên tâm về cái dòng nhạc nếu như con có một sự lựa chọn nào đó ở phía thầy. Cái thứ hai nữa là thầy bấm sau bởi vì sao? Lúc đầu khi con vào con hát là nghe đã thấm rồi. Nhưng mà vẫn còn cái gì đó nó chưa tự tin. Nó thôi vẫn đi. Còn hồi nãy thầy mới nói thầy lạnh toát, thầy nổi da gà. Con biết không, nhưng mà con ơi đâu? Bây giờ là... Anh ơi cho em nói cái đi. Thì có người ta thầy đâu có dành nãy vậy không có nhoi luôn á. Sủ Nhi đâu có dành Nam Cường đâu. Không biết không, đoạn đầu á thì đó nó chưa được hoàn chỉnh cho lắm. Nhưng mà thầy để xem về sau cái bản lĩnh của con như thế nào. Thì thực sự đúng khoảng 1/3 bài đầu thì không tính rồi. Từ đó về sau là con hoàn toàn nhập tâm vào bài hát. Con đi theo cái giai điệu và cái tình cảm của bài hát. Hà ơi con nghe thầy nói nè. Đây nè, từ từ bây giờ để em nói cho nghe. Mọi người ở xa quá không có thấy. Nhan sắc thằng bé em đứng ngang, góc nghiêng thần thánh, cực phẩm. Đây nè. Với cái sự lịch lãm là con phải về đây để con xuống đi. Trời ơi ôm nhỏ vậy đó. Trời đất ơi y chang 2 giọt nước. Trời ơi mặt nó buồn hẳn luôn á. Vậy bây hả? Giờ là thầy là phải năn nỉ con về với thầy bằng cách là thầy sẽ hát một câu Hà Tĩnh. Yeah! Mời thầy. Chứ đi mô được cùng nhớ về Hà Tĩnh, nhớ núi Hồng Lĩnh, nhớ dòng sông La, nhớ biển rộng mà quê ta, những cánh đồng mà mùi trăng. Nhỏ hát với tình sâu mới nghĩa nặng. Tin cho nhỏ mà nhảy vô hát hả? Con có thuộc bài đó không? Con có thuộc bài đó hả? Con thuộc bài đó đâu. Còn. Bây giờ Thái Hà, con sẽ có một trong 2 sự lựa chọn. Hoặc là con về lớp nhi sắc nhí, lớp của thầy Quốc Đại, của thầy Lộc, của cô Thảo. Còn Trời. Rồi thầy Đại ẩm bé về luôn, ẩm về nhà luôn. Trời đông tình ta còn xa quá nên em chờ anh. ngày xuân nắng có còn vương trên môi em. Hey! Hoa xuống đời vui trong bình minh, muôn loài chim hót vang mọi nơi, đẹp trong tiếng cười cho kiếp người tiền phương đắm đuối ánh xuân đem vui với đời. Kia trong vật nở mà xuân trào rơi, bông hoa nhẹ rung một cười tệ cùng cùng bao nguồn xa, bước say duyên lành thắm tô trời say, bầy chim tung cánh hót vui đón mừng mùa nắng tươi lan. Ta nghe gió về lòng thiệt thà như muốn tiếng đàn xuân sang niềm vui cho ngày xanh không hay lời than. Sông thương xóa mờ tình yêu đời càng thêm chan chứa khát khao xuân tươi thái hoa. Cùng đón Chúa xuân đang giáng xuống trần, thế gian lắng nghe tình xuân đầu kiếp hoa hết phai đời hương vấn. Nào ai hương hờ xuân vẫn ngóng chờ, đến đây nắm tay cùng ca múa hát lên khúc xuân của tuổi thơ. Ta nghe gió về lòng thiệt thà như muôn tiếng đàn xuân dâng niềm vui cho ngày xanh không hay lời than. Sầu thương xóa mờ tình yêu đời càng thêm chan chứa khát khao xuân tươi khai hoa. Và đó chính là Phương Nhi và Các Viên. Wow, dễ thương quá. Nhớ tới những cái thời gian mà cô đoan trang hát cái bài Nắng Còn Xuân, em ghiền chị hát bài này hồi xưa. Và đặc biệt là cái bài Đón Xuân, tụi con làm cho không khí tưng bừng rộn rã, muốn đi chơi Tết ghê luôn vậy đó hả? Sao Tết năm nay có muốn nhiều tiền lì xì không? Nói nhỏ chú Minh Sườn nghe. Có đúng không? Dày hay là mỏng mỏng? Sao cũng được. Một bên sao không được hả? Còn bên kia? Con sao? Có lộc là được rồi chú. Có lộc là được rồi chú. Ok, bây giờ mình phải gửi một lời chúc Tết chứ đúng không? Nào. Dạ, năm mới con xin chúc ban giám khảo cùng quý vị khán giả và chú Minh Sù có một mùa Tết thật là vui vẻ, ấm cúng và được đoàn viên bên gia đình ạ. Dạ, con Các Viên thì nhân dịp năm mới con xin chúc ban giám khảo, quý vị khán giả và chú Minh Sù năm mới thật là bình an, hạnh phúc và thành đạt trong công việc ạ. Dễ thương. Còn chú Minh Sù chúc tụi con 10 điểm tối nay hết. Dạ, mời cô Đoan Trang sẽ có cái cảm nhận của riêng mình. Hai đứa con xứng đáng được lì xì điểm cao trong hôm nay. Mỗi ngày mình càng tiến bộ hơn, phát triển hơn trong cái cách biểu diễn của mình. Cô nhìn thấy tất cả mọi thứ đó ở tụi con. Và cô mong là hai đứa con luôn luôn ngoan ngoãn, luôn luôn trong sáng, đáng yêu như cái hình ảnh của các con trong ngày hôm nay. Các con hát Nắng Có Còn Xuân rất là hay. Với Các Viên, với Phương Nhi á, mà có hát một cái gì nó hơi âm hưởng dân gian trong đó là đúng cái máu của tụi con. Vừa mượt mà Phương Nhi đẩy mấy cái nốt cao lên rất là đẹp, qua tới Đón Xuân mang lại cái không khí cũng vô cùng là hào hứng, rất là đáng yêu, dễ thương. Bè cái phần cuối tuyệt vời. Và cái bài này còn có nhảy quảng những cái nốt cao rồi xong rồi nhảy lại qua cái phần hát chính. Nói chung là rất tốt, cô chúc mừng. Dạ, em cảm ơn cô. Mời cô My ạ. Chú Hoàng Nhật Nam thấy cái vườn đào này, thấy cô My là lên đó đứng rồi. Cảm ơn anh. Phải nói rằng là một cái phần mở màn rất là thành công. Hai đứa con mà kết hợp lại đó, nó giống như là hai cái mảnh ghép hoàn hảo. Trong cái tiết mục này, cô rất là thích cái phần mà bè của tụi con. Một cái người chuyên nghiệp chưa hẳn rằng là bè suôn sẻ được nếu mà tập không kỹ nha. Hai đứa con rất là giỏi. Ngồi ở đây mà ba cô chú wow, rất là bất ngờ về cái phần đó. Còn cái phần mà hát chính của tụi con á, có một cái sự hòa quyện và rất là ăn ý, và phong cách biểu diễn thì rất là tự tin, dễ thương. Cảm ơn hai đứa con đã mang cả một bầu trời xuân tới cho cô chú cũng như tất cả quý vị khán giả. Cảm ơn cô Tú My. Tới thời khắc của Hòa Nhạc Nam rồi. Mời anh. Hai con Cát Viên và Phương Nhi hôm nay giống như hai cô tiên nhỏ mùa xuân. Hai con cũng khá là đa năng. Tập múa hay là tập diễn xuất hay là tập nhảy thì các con cũng làm rất là ra. Chỉ có một chút xíu là lúc chú thấy cái đoạn chuyển bài từ bài Nắng Có Còn Xuân sang Đón Xuân thì Phương Nhi quay sang. Thì Phương Nhi là đúng nhịp nhưng mà Cát Viên hơi trật nhịp một chút xíu, đúng không? Nhưng mà không sao, đoạn cuối thì hai chị em đã vào rất là khớp với nhau để có một cái đoạn ao rất là dễ thương. Chúc mừng hai con với cái tiết mục mở màn ngày hôm nay. Dạ con cảm ơn chú ạ. Tại vì đáng lẽ Phương Nhi dặn khúc đó hù nhẹ thôi, hê nhẹ thôi, làm bé giật mình chập nhịp. Đó, không sao rồi con, hôm nay tụi con đã có một cái cuộc mở màn rất là đáng yêu. Và một lần nữa một tràng hỗ tay cho Phương Nhi và Cát Viên. Sao? Nãy giờ mấy đứa đi chơi có vui không? Dạ vui. Mấy đứa có đi tắm biển chưa? Đáng lẽ từ nãy tới giờ là em đi tắm biển rồi đó. Mà thấy em thấy là trời ơi nó nắng chang chang như vậy nè. Rồi sao em đi tắm biển? Tắm biển là da em đen mất. Út ơi, Út điệu quá à. Điệu đâu mà điệu, bẫy này cứ chơi Út hoài à. Thôi mấy đứa có thấy gì không nè? Wow, tháp chàm. Đúng rồi, tháp chàm này là địa điểm du lịch rất là nổi tiếng đó nha. À, mà cái bài múa hôm bữa anh hai dạy mấy đứa còn nhớ không vậy? Dạ nhớ. Rồi, vậy vô đội hình múa lại nè. Chết rồi, thiếu một đứa. Ai? Tám ơi. Mưa Bay Tháp Cổ, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến với bé Ngọc Thanh và vũ đoàn Chuông Gió. Hôm nay lại là một cái bài hát mà quá khủng khiếp với cái tuổi của con có thể hát được cái bài này. Mà với chú thì con làm tốt lắm. Không biết các cô chú giám khảo thì nhìn nhận như thế nào đây? Xin mời cô Đoan Trang. Cho cô hỏi ngược lại con là con thấy sao? Con thấy con hài lòng không? Chính bản thân con. Dạ con rất là hài lòng. Rất là tự tin phải không? Dạ. Rồi nếu như mà con nói con chưa hài lòng thì cô mừng ở chỗ là con nhận ra được những khuyết điểm của con. Nhưng nếu mà con nói con hài lòng, cô cũng mừng luôn. Mừng là tại vì tụi con đã làm hết sức rồi, rất là tự tin cho phần trình diễn của mình. Nhưng chỉ có người khác thì nhìn thấy cái phần biểu diễn của mình có những cái khuyết như thế nào rõ hơn bản thân mình thôi. Con biết con bị những cái lỗi gì không? Thứ nhất là cái bài này á, nó có những cái đoạn ngân rất là dài, xong rồi nó lại vô cái câu thứ hai. Cho nên nếu như con không có biểu cảm gì trên gương mặt của mình hết trơn hết trọi á, thì thấy cái bài nó bị rời rạc. Mưa bay thấp cô ta 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 đó thì nó hết câu này nối qua câu kia, không cảm xúc gì hết trơn, thấy không? Thì đầu tiên là cô muốn con phải làm sao diễn xuất cái gương mặt của mình hơn, mà diễn xuất ra làm sao con phải hỏi thầy của con ha, là cái thứ nhất. Cái thứ hai, con đừng có cầm cái micro của con quá cao, nó che hết cái gương mặt của con rồi. Dễ thương như vậy mà con che hết, người ta không nhìn thấy được cái biểu cảm của con ha, là cái điểm thứ hai. Điểm thứ ba, con phải nhớ cái ngân của mình. Nhất là những cái bài này là rất là ấn tượng ở những cái nốt ngân khúc cuối. Còn cái này mình bị một màu ngân hết. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Thì cái đó mà nếu như con không giữ cái hơi con là bắt đầu cái hơi của con sẽ đi xuống, chênh xuống hoặc chênh lên, thì người ta còn dễ nhìn thấy cái sai của mình nữa. Con nhớ không? Đó, dạ, con rồi. Sẽ cố gắng học hỏi. Giỏi. Với thêm một cái nữa là người ta không hiểu gì hết. Sau khi mà các bạn nói ô anh Tám đâu rồi, đâu mất tiêu rồi, thì lúc đó con mới xuất hiện, con diễn cùng với những cái tượng đó trên cái tháp chàm đó. Rồi cái sau đó là gì thì không ai hiểu hết. Có nghĩa là không biết cái kết cục là như thế nào. Con đến đó rồi con tham quan một mình con giữa một cái khung cảnh rất là hùng vĩ đó. Rồi con hòa mình vào đó qua cái bài hát này. Hay là như thế nào thì cái kết nó còn chưa có ấy lắm. Cảm ơn là Đoan Trai rất nhiều. Chắc có lẽ này là lo cái tập trung căng thẳng. Theo bé Ngọc Thanh, thật sự cái bài này nó có một cái đoạn kết. Các bạn ra hỏi đi đâu. Nhưng mà chắc là kết xong rồi cái... quên, ở đây cũng quên mất, nên là anh vẽ ra rồi cái mình để luôn. Thực ra có thể người ta sẽ không nhớ đâu, người ta tập trung vô cái phần hát của con hơn. Cho nên là cô chỉ hỏi như vậy thôi. Tại vì cô muốn là có đầu, có giữa, có đuôi, thì cô hơi kỹ cái đó thôi. Chứ thật ra cái đó cũng không quá quan trọng. Quan trọng là những cái gì mà hồi nãy giờ cô nhìn ra, cô mong là con nhớ. Chứ thật ra giọng của con vô cùng sáng và hát quá tốt. Nhất là những cái nốt bắn lên cao rất là tốt. Cảm ơn con. Cảm ơn cô. Nhưng mà chú Hoài Linh hình như muốn nói gì với con. Tại vì em nói là bé hát, tức là cái câu hát nó ngân từ cái câu này để nó qua câu thứ hai, thì trên gương mặt bé không có biểu cảm gì cả. Em thấy từ đầu đến cuối khi mà các vũ công bê cháu từ dưới lên, đặt ngay chỗ giữa đó, và tất cả các vũ công đều múa đằng sau lưng cháu hết. Thì cứ xem như đây là một cái bức tượng. Và tất cả khi mà nhạc mà intro thì cháu vẫn múa như thường. Thì ở đây cháu là một cái bức tượng. Chú chỉ cần nghe cháu hát thôi. Còn cái phần diễn của cháu ở trên cái gương mặt, đây là những cái bức tượng cổ, những cái bức phù điêu ở trên cái tháp. Và cháu là một trong những cái bức đó. Mình phải có cái tinh thần của cái bức tượng. Dạ. Đúng rồi. Có cái tinh thần của bức tượng bằng cách là mặc dù con không phải là diễn xuất như những cái bài mùa hè có nắng có mưa thì không phải vậy, nhưng mà con phải cho lột tả cho người ta thấy con đang truyền tải cái gì. Còn đằng này cô nói là một phần là do cái ngân của mình á, nó không có được mài dũa. Thêm một cái là do con tập trung vào những cái nốt cao, con lo các cô các chú bưng con lên xuống, cho nên nhìn con hơi mất cái biểu cảm. Vậy thôi, chứ ý của cô không phải là con phải làm cái này cái kia. Nhưng cái phần luyến lấy anh thấy được mà Trang, phần luyến lấy của cháu được không? Tại vì từ cái lúc mà bê lên, đang ở dưới cái là bê con lên một cái là con hát liền Mưa Bay Tháp Cổ liền, đúng không? Đó. Thì khi cô còn chưa nói tới cái đó nữa nha. Cái đó là hồi nãy tại vì cô muốn cho cái phần kết thúc của cô nó đẹp á, cái cô không có chơi tiếp. Nhưng mà thật ra cái này cô nói chơi chứ không phải là chê, mà là cô chỉ muốn nhắc cho tụi con thôi. Ví dụ con đang ở dưới, người ta đang tập trung vô, ôi cái anh Tám này ở đâu rồi, cái tự nhiên người ta bưng con lên đầy bất ngờ, tất cả mọi người bất ngờ. Thì lúc đó con phải nhớ hít một cái hơi thật sâu để cho bung ra cái câu đầu tiên là rất là cao, Mưa Bay Tháp Cổ, là toàn những nốt khó không, còn luyến nữa. Thì lúc đó con đi lên con bị giật mình. Khi con về con xem tivi lại, con sẽ thấy ngay câu đầu tiên của con bị bể chữ tháp. Dạ, con cảm ơn cô. Con sẽ cố gắng chỉnh sửa. Giỏi. Ngày hôm nay thì con hát cái bài này chú lại thấy nó bắt đầu nó thoải mái hơn. Thì cứ tiếp tục thoải mái như thế con nha. Cái bài này nó chưa có tạo điều kiện cho con thể hiện hết cái vẻ đẹp của giọng hát của con. Trong cái bài hát này, cái tốc độ của nó hình như làm cho con không đủ cái cơ hội để con diễn tả cho nó đẹp hơn, cho nó sâu lắng hơn. Thì cái điều này thật là khó cho chú, để chú suy nghĩ một chút. Cô hy vọng là lần sau nếu mà cô được quay trở lại Thử Tài Siêu Nhí, cô được gặp con lại nha. Dạ. Vậy thì mời cô Thanh Hằng. Cô Thanh Hằng cho quyết định của mình ngay ạ. Cô thì rất tiếc, cô xin lỗi con, cô không có đồng ý. Cô Thanh Hằng chưa đồng ý. Chú Hoài Linh. Tôi nói rồi, cháu có cái sự thể hiện nó khác hơn lần trước. Tôi thấy có tiến bộ, tôi đồng ý. Giám khảo Hoài Linh đồng ý, chúc mừng con. Và chú Thanh Bạch, chú suy nghĩ xong chưa ạ? Chú Thanh Bạch suy nghĩ xong rồi. Vậy thì kết quả như thế nào? Kết quả chú đồng ý. Chú đồng ý. Wow. Một tiết mục sôi động hấp dẫn đến từ bé Thiên Thanh. Hai cô bé vừa rồi quý vị có nhận ra lại không ạ? Bé Thanh Tâm, bé Thiên Kim đến từ lớp của cô giáo Huỳnh Mến. Vừa rồi là một sáng tác của nhạc sĩ Lưu Thiên Hương, bài hát Ngày Mai, một bài hit của nữ ca sĩ nào con biết không? Dạ là cô Tóc Tiên. Cô Tóc Tiên hát hay nè ha, nhảy giỏi nè. Con cũng làm được điều đó, nhưng con cái cô Tóc Tiên không làm được như con. Đố con biết là gì? Dạ con biết. Cô Tóc Tiên á không có cái màn lắc tóc như con. Chú nhìn con chú không thấy một cái sự rụt rè nào hết, chú thấy một cái sự chuyên nghiệp. Chú Nghĩa nói cái vụ mà lắc cái tóc là con hơn cô Tóc Tiên bởi vì cô tóc ngắn. Còn một cái điều nữa mà cô Tóc Tiên chắc chắn là cũng khó mà làm lại được như con, đó là chống một cái tay mà lộn qua và lúc chuẩn bị hát vô cái phần hai. Và cái phần vũ đạo rất là nhiều, nhưng mà chú nghĩ là con còn lên cao được nữa, cho nên là nếu mà bài này mà con lên khoảng nửa tông nữa thì tốt. Hay giờ vậy nè, con hát thử hết mức con ở cái giọng mà cao nhất, cái câu ngày mai ra 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 ra, hát cao hơn cái tông vừa rồi, con hát thử xem. Ngày mai thấy cho tôi ngủ quên, ngắm trong ven bình minh, ngập tràn sương sớm, nụ cười trên môi đẹp xinh, ngày mai đến bên tôi gần hơn. Rồi được rồi, cảm ơn con. Rất tốt. Cảm ơn giám khảo Quang Linh. Mời giám khảo Quang Linh. Chú khen con là bởi vì con vừa hát mà con vừa linh động quá. Tại vì con biết mà mỗi khi mà hát nhạc nhảy đó rất là khó cho ca sĩ vừa cầm mic vừa hát mà vừa nhảy nữa. Tại vì khi mà hát đó, tim đập nhanh là con sẽ mệt lắm. Nhưng con vừa nhảy, nhịp tim con vẫn đánh rất là nhanh, nhưng mà con không có hụt hơi, con vẫn thể hiện tròn vẹn. Và tới phút cuối con vẫn làm tốt. Chú thích tiết mục của con. Dạ cảm ơn chú. Em ra đào xa thăm chú bộ đội, ở nơi đào xa có ngọn hải đăng. Ngoài khơi xa con thuyền vừa sông, bên những yêu thương soi sáng đêm dài. Dễ thương, 5 tuổi. Anh Linh ơi, anh Linh nhận xét như thế nào về cô bé này ạ? Biết hát, biết diễn. Bây giờ con chỉ lựa mấy bài nào cho nó hợp với tuổi của con, với lại hát cho chắc chắn lên nữa là tốt. Tại con biết hát, biết diễn luôn nè đó. Rồi chú chú Linh lựa chọn rồi. Mấy cô chú còn lại lựa chọn luôn à? Chọn luôn nè. Trời ơi. Rồi mở hàng đắt dễ sợ. Thích không con? Dạ thích. Giờ hung chú miếng đi. Nhờ mấy cô chú đó mà chú được hung cái đó. Cảm ơn con nha. Chúc mừng. Thấy con không có hề nhịp chân cũng chẳng nhịp tay, vỏ cốc vô một cái là đúng luôn, quá thuần thục luôn. Chú chúc mừng con. Dạ cảm ơn chú. Sao cô? Dạ chắc chắn rồi, tại vì cô nghe con hát ngọt lắm. Cuối cùng cô Hà quyết định là vậy nè. Chú thì lúc nào chú cũng ủng hộ đờn ca tài tử nói riêng và cải lương nói chung. Và đối với cái độ tuổi 13 của con, với một cái bề dày mà truyền thống của gia đình như thế này thì chú muốn chọn con vào á là để cho con tiếp tục con bảo tồn và duy trì cái mà gia đình mình đã có. Các cô chú đây đều thương con hết. Chạy xuống ôm ba đi. Rồi xuống cảm ơn ba nha. Ôm ba đợt mùi quá làm con hát hay. Quá. Bước ra như một ca sĩ chuyên nghiệp. Bây giờ cất giọng lên hát thiệt hay cho giám khảo nghe nha. Không còn con sông, nước dân tràn lên bãi bờ. Anh về với em khắp nơi như là biển khơi. Chậm chậm mái chanh ngồi lên giữa ngọn chiều dương. Những đàn gà con bơ vơ đứng nhìn trời xanh. Bao ngày trôi qua lũ cao dần thêm nữa rồi. ai đi tìm người trôi. Mẹ ngồi dưới mưa tay ấm ấm re lạnh cơm, sớm làng chìm chung bao la những nỗi đau này. Ôi nước lũ dâng cao, nước lũ dâng đây là một em bé 10 tuổi rồi và không phải chỉ đi học không thôi đâu, mà bé muốn phụ công việc với ba có thêm cái nguồn thu nhập, cho nên là hàng đêm bé cùng với ba có đi hát ở những cái quán ăn, những cái nơi mà có đông người đó để có thêm thu nhập cho gia đình. Tức là con bán với ba cái gì? Dạ con bán kẹo kéo. À, tức là không phải mình hát ở sân khấu mà mình hát ở chỗ những cái quán, rồi người ta nghe mình hát hay, người ta mua kẹo để giúp, đúng không? Con hát như vậy được bao nhiêu lâu rồi? Dạ, hồi từ con 3 tuổi. Vậy là có thâm niên nghề nghiệp là 7 năm rồi đó. Lúc đó 3 tuổi rồi con lúc đó con biết gì đâu mà con hát? Dạ thì cha dạy. Tôi có tật tự trong bụng mẹ, thì lớn lên không có gì làm hết, cái học được cái nghề làm kẹo kéo. Đi luôn đi, con con về mẹ con Tiên con đi đây, cô nhiều mà quá cùng gánh chịu và đi. Giờ đứa con đi xì của vợ ủng hộ của tất cả các chiếu cùng gánh chịu. Con đi bán với cha lâu rồi, con thấy cha cực khổ. Sau về học con xin cha, con đi bán phụ với cha để giúp phụ cha được phần nào. Bé thích hát giống cha lắm, thì bé nói cha ơi dạy con hát, thì tôi mới quyết định là dạy cho bé hát. Nhà cha dạy cho con hát nên con biết rất là nhiều bài hay. Mỗi khi con hát các bạn thường vỗ tay cho con rất là nhiều. Nhà con có 5 người, 2 em trai với cha với mẹ với con. Con thích nhất là bữa cơm ăn chung với gia đình. Ngồi chung với gia đình con thấy rất là vui. Hồi đó giờ con chưa đi thi chương trình gì hết, vì nhà con không có tiền mua đầm đẹp như các bạn khác. Tôi biết rằng chặng đường sắp tới sẽ đầy chông gai và vất vả, nhưng tôi tin vào cái nghị lực đam mê của tôi và con gái tôi. Tôi sẽ cố gắng hết sức để làm, để lo cho gia đình và con cái tôi sau này không còn khổ như cha nó nữa. Rồi ba con có ở đây không? Dạ có. Con có muốn hát chung với ba không? Dạ muốn. Muốn vậy hả? Mời ba lên luôn được không con? Dạ được. Trước đây thì em cũng được đi theo những cái đoàn hát, những đoàn hội chợ. Sau này thì khi có bé thì thấy bé thích hát, nhau thường xuyên hình ra hòa giọng nhau cũng rất là hợp. Theo cái ý kiến riêng của Trang á, thì thử tài siêu nhí á, là mình mở rộng cho tất cả các bạn đến dự thi. Các con nhiều độ tuổi khác nhau, nhiều thành phần khác nhau. Gia đình các con có điều kiện hay là không có điều kiện, nhưng mà các con có cái lòng đam mê ca hát, rồi ở nhà được ba, được mẹ, được anh chị em dạy cho mình, thì cái đó mới là cái quan trọng. Cho nên với một cái hoàn cảnh như là bé Tiên á, với lại ba của mình á, thì đối với riêng cô Đan Trang, và cô Đan Trang nghĩ là các cô chú ở đây sẽ khuyến khích những cái tiết mục như con được phát trên TV á, để cho các bạn được thấy là con không có nhiều điều kiện như các bạn nè, rồi ba cũng không có phải là lành lặn để mà lo cho con được tốt, mà tụi con với ba ở nhà vẫn tập luyện với nhau, vẫn lên trên đây thi thử tài siêu nhí, vẫn hát, vẫn yêu đời. Thì cái đó là cái động viên không phải của mọi người dành cho cho con với ba, mà chính con với ba động viên cho tất cả mọi người là luôn luôn có những cái hy vọng trong cuộc sống. Cho nên đối với cô thì cô đồng ý cho con bước vào vòng trong. Với chú Thanh Bạch thì sao ạ? Chú Thanh Bạch đồng ý, ủng hộ cô Thanh Hằng và chú Hoài Linh cũng vậy. Xin chúc mừng con nha. Dạ, con cảm ơn ban giám khảo. dòng là dòng cuốn mau, khiến xuông là xuông chìm sâu. Mẹ quăng chiếc phao cho con để mình bị cuốn theo dòng. Ôi người mẹ cừu long mắng biết mối hồng, một đời yêu con thương chồng, tâm lòng như nước trong. Mẹ mất con mất nhà, giữa đau thương lầm than, đã nở thêm biết bao nụ hoa. Mẹ là mẹ phương Nam, tấm lòng ngọt ngào bao dung, sẽ chia trái cơm gói mì, dẫu ngày mai chẳng còn gì. Mẹ cừu long sống đời vàng di thủy chung, ngày mai nước thôi ngâm đông vẫn xinh đẹp hình chính con rồng. Ôi người mẹ cừu long, không vì trung nhớ hoài kỷ niệm những ngày con thơ. Mẹ giờ đây đã yêu rồi, thương sao dáng đi cuối chiều. Mẹ một đời gánh gồng vì con, mắm cơm nghèo mắm mặn miền quê, thương những cả cuộc đời. Dù con lời ru cất lên từ ngàn đời. Biển xanh xanh trời xanh xanh cho con bao hy vọng. Rừng xanh xanh dòng sông xanh cho con bao hy vọng. Lửa đã cháy ở phía trước, lửa sáng mai tình đất nước. Nên bao năm cha anh quân xa, nay thêm mau con cùng đi xa. Một màu xanh như áo cha, để mẹ lại dù trong bao la. Cảm ơn nhóm múa xuất sắc quá nhóm múa ơi. Cảm ơn ạ, cảm ơn rất nhiều. Các bạn rất là tuyệt vời. Đúng rồi, đại diện của Phương Việt đó, show nào cũng có cổ, cho cổ múa không bao giờ lấy tiền cát-xê nha mọi người. Tại vì thực sự là không có các vũ công thì cũng khó để có những tiết mục hay như thế này. Không chỉ là vũ đoàn Phương Việt mà những vũ đoàn khác, vũ đoàn Đam Mê, vũ đoàn MQ của thầy Mạnh Quyền hay là vũ đoàn Mania Team cũng rất là tuyệt vời. Thực sự là phải cảm ơn các vũ công rất nhiều vì các bạn đã lao động hết mình tại thử tài siêu nhí. Cảm ơn các bạn. Bây giờ mình quay trở lại, không nói về dàn dựng nữa, bây giờ mình nói về vấn đề giọng hát. Chú Nghĩa có cảm giác cái tiết mục này là cái tiết mục thi đêm chung kết. Đúng rồi đó. Nó hoành tráng với rần rần mà nó hay quá đi. Cho nên là không biết bây giờ thầy con đã dồn bao nhiêu tâm tư cho con trong tiết mục đêm bán kết này rồi. Nếu như mà được vào chung kết Cô con. Nếu mà bây giờ nếu mà thầy cô con mà cô nhỏ xíu à, để không đó nó bị lướt chữ. Nó dồn hết tâm huyết vậy rồi thì đến đêm chung kết thì thầy cô con còn kêu gì nữa mà xài cho con đây không biết luôn. Nhưng mà ý là con xứng đáng là giống như một hoàng tử dân ca của thử tài suy nhí mùa 4 này. Chúc mừng con. Cảm ơn cô ốc thi. Bé nó bữa nay diễn sao à? Chứ em thấy cô cũng căng thẳng lắm. Ngày hôm nay cô cảm giác giống như cô đang nghe đĩa vậy đó. Tại vì á, tiết mục của con dài mà con hát quá hay. Ngoài từ hay ra cô không biết phải dùng cái từ gì để mà diễn tả nữa. Có những lúc mà cô cứ vừa cười vừa nhăn một cái mặt mình nó không biết tả làm sao, mà quay qua nhìn thấy cái mặt thầy Đại Nghĩa cũng y chang. Xong hai đứa cùng thốt lên hay quá. Tới em phát biểu được chưa ạ? Mời cô. Thầy Đại mà ngồi ở đây, cô bảo đảm với con một điều là thầy Đại vô cùng là tự hào về con. Bởi vì đào tạo ra được một cái nhân tài, đào tạo ra được một người học trò giống y thầy Đại về cái giọng hát. Anh Đại hát hay lắm mọi người ơi. Anh Đại hát mà mình phải nhắm mắt lại nghe thôi. Nhưng con hơn thầy con ở một chỗ là con đẹp hơn thầy con rất nhiều. Bởi tôi nói anh Đại giờ sai người ngồi đây rồi. Này về anh Đại banh sạc. Thái Hà qua đây con, Thái Hà qua đây. Chú Duy nói, chú Duy cũng muốn nói con một điều nữa là ở đây tất cả mọi người ai cũng yêu thương con hết nha. Cả thầy Nam Cường bên kia nãy cũng ra lo lắng cho con cái micro rồi tất cả mọi thứ, thì con phải cố gắng thể hiện nhiều hơn nếu mình được vào vòng chung kết con nha. Cảm ơn Thái Hà, chúc mừng con. tha thiết nghe tuyệt vời. Giàu sang đón mùa xuân lâu, nghèo không có mùa xuân đâu. Hai kiếp đời, người thì đỉnh núi, kẻ thì vực sâu đớn đau. Còn tôi nghe xuân đến nhưng cứ sao lòng man mác buồn. Tình nhật không có bạn bè, mỗi nơi mỗi đứa ôi đoạn trường. Lạc chân bước vào thanh không, hồn chợt thấy buồn mênh mông. Đem bán cả cuộc đời nghệ sĩ, cùng nhạc lời ca cho thế nhân. Gió bàn chân hôn lên hoa đào, như tiếng yêu thật ngọt ngào. Thấy buồn sao thường nhớ nhau, đi tìm trong giấc mơ. Xin cười mấy lời theo gió xuân ngập trời. Mùa xuân có hoa, cớ sao ta thiếu tình. Mùa xuân ơi mang đến chi với ta niềm đau phũ phàng. Ngồi ôm nuối tiếc thương về cố nhân, phút chốc cơn muộn màng. Mùa xuân đến hàng năm qua, mình vẫn thiếu đời xa hoa. Thôi cũng đành hẹn hò âu yếm, hoa đào tình thân với ta. Gió bàn chân hôn lên hoa đào, như tiếng yêu thật ngọt ngào. Thấy buồn sao thường nhớ nhau, đi tìm trong giấc mơ. Xin cười mấy lời theo gió xuân ngập trời. Mùa xuân có hoa, cớ sao ta thiếu tình. Mùa xuân ơi mang đến chi với ta niềm đau phũ phàng. Ngồi ôm nuối tiếc thương về cố nhân, phút chốc cơn muộn màng. Mùa xuân đến hàng năm qua, mình vẫn thiếu đời xa hoa. Thôi cũng đành hẹn hò âu yếm, hoa đào tình thân với ta. Mùa xuân đến hàng năm qua, mình vẫn thiếu đời xa hoa. Thôi cũng đành hẹn hò âu yếm, hoa đào tình thân với ta. Xin cảm ơn vũ đoàn Phương Việt và xin chúc mừng cho Ngọc Diệp và Thanh Thủy. Cầm cái dù gì rồi sao che mưa con. Cái giọng hợp ghê luôn á ha. Từng cái luyến mà đổi từ âm trung qua giọng gió, hai đứa cũng làm mà mấy cô cái ơi, đồng âm hát y một bé chang miền nhau. Nam, một bé miền Bắc, rồi bé áo xanh miền Nam. Dạ, đây là bé Bắc. Ngọc Diệp. Ngọc Diệp là quê đâu con? Miền Nam là bé áo đỏ. Dạ con ở Hà Nội. Ủa sao nói giọng miền Nam luôn kìa. Vậy đó nó mới ngộ cô ơi. Bé Ngọc Diệp là quê Hà Nội này nha. Thanh Thủy con quê đâu? Dạ, quê con ở Quảng Nam, Đà Nẵng. Cái ngộ nghĩnh lắm. Như là từ các miền, các nơi đâu tự nhiên tụ về trong cái chương trình này rồi mình bắt cặp với nhau. Mà hai con rất là gọi là y như là chị em sinh đôi vậy đó. Mọi cái nó hòa quyện với nhau lắm, gương mặt cũng vậy ha. Chỉ có một cái là con bé bên đây nó nở hơn bé bên đây một chút thôi. Lúc đầu là cô bị tập trung qua bạn Ngọc Diệp nhiều, nhưng mà một hồi bắt đầu cô cuốn luôn, cô nhìn luôn cả hai bạn, xong cô nhìn sang Thanh Thủy, mà một hồi cô nói chút đại nghĩa là ủa sao nhìn giống Đơn Thanh... Nguyễn. Đâu có, cô Trang có đẹp hơn. Nhìn Thanh Thủy này em nhìn thấy giống Diệu Nhi, có nét là giống cô Diệu Nhi á. Nhưng mà nói thiệt là hai đứa con hát hay lắm. Chính xác. Ban đầu á là bé bên đây, bé Ngọc Diệp là chú nghĩ trời sao giọng con bé hay quá, luyến lấy này kia hay quá hơi. Sau tới bên đây con bé Thủy cất giọng lên hay không kém, mà có điều hơi gấp ý chút xíu nha. Giống như mấy cái bà vũ công á, nhìn mình chắc là cũng cười khinh bỉ hay sao á. Cái thấy cái kết không? Không cười hết mà che miệng vậy nè, cười. Không, chắc người ta làm cho nó ra vai á chú ơi. Nói chung là cô rất là thích cái tạo hình của tụi con, bởi vì cô rất là thích văn hóa của Nhật. Thì đối với cô là cái văn hóa Nhật nó rất là hay, mà thầy Quốc Đại cực kỳ thông minh trong cái tiết mục này là từ cái ca khúc của chú Thanh Sơn mà làm ra theo cái kiểu Nhật ha. Chỉ có điều là nếu như cứ hát hai người trở lên là phải cố gắng có bè, nó sẽ tạo cái cảm giác nó hấp dẫn hơn cho người nghe. Còn lại mọi thứ rất là dễ thương, rất là đẹp, hát rất là tốt, ngọt ngào. Cảm ơn tụi con. Dạ, tụi con cảm ơn cô. Thì Đào Duy có một cái điều là thấy thầy Đại rất là thông minh và rất là thương yêu các bé, là tại vì bé gốc miền Trung, đứa bé gốc Hà Nội mà giờ không lẽ hát nhạc gì thì mất công là chị em mới tị nạnh thôi, đưa ra Nhật Bản hát luôn. Nhưng mà đây là một sự lựa chọn rất là đúng đắn của thầy Quốc Đại dành cho tụi con. Không, thật sự là khi mà Quốc Đại nghe bài này thì rất là thích, mà mình không bao giờ hát được bài này đâu. Tại vì thấy không có hợp để nữ sẽ hát bài này sẽ truyền tải nó hay, nên khi mà gặp hai giọng ca này, khi mà chọn về đội được về hai con thi là lúc đó là chưa chọn về đội thầy, thì thầy đã nghĩ là sẽ làm bài này cho con rồi. Bởi vì thấy tự nhiên thấy rất là hợp để mà mình có thể làm, mà cũng may mắn là giành được từ thầy Nam Cường luôn. Mất hai gấu bông mà về đội của Quốc Đại. Thầy Cường có đòi không? Dạ không. Đúng rồi, chia tay không nên đòi quà con. Cảm ơn hai con. Cảm ơn hai con.